Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2326, trước mặt mọi người hành hình 2. Hoàng giả dị linh tộc sẽ không tùy tiện rời chiến trường ngoại vực, hơn nữa cả đám có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, muốn chém giết độ khó có thể tưởng tượng được, xem như tổng bộ cũng không có bao nhiêu thi thể hoàng giả nghiên cứu. Vâng, nhẹ gật đầu, Ngô Sư an bài một vị trưởng lão đưa thi thể đi, lúc này mới cung kính cáo từ Hà đường chủ. Đã thông bẩm xong, chúng ta cũng phải mau trở lại Thanh Nguyên Thành. Sự tình nên nói, đã bẩm báo lên danh sư đường, Ngô Sư cáo từ, mọi người mượn Tề Bắc Thành một thánh thú, nhanh chóng bay về Thanh Nguyên Thành. Liên tục phi hành 6 ngày, Trương Huyền rốt cục nhìn thấy Thanh Nguyên Thành. Trên đường trở về, liền thu được đưa tin của Tôn Cường. Tổng cộng 2 cái. Thứ nhất, bọn họ đi Hoàng Thành cứu Lưu Dương, người sau được cứu ra, dưới cơn nóng giận giết Sở Thiên Hành. Thứ hai, Lưu Dương rời nhà trốn đi, biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo thời gian suy tính, thời gian bọn họ giết Sở Thiên Hành ở đêm khuya, đúng lúc ý niệm của ngoan nhân bị ma diệt. Sở Thiên Hành hiến tế linh hồn cho ngoan nhân chết, hắn tự nhiên cũng không sống nổi. Nhận được đưa tin, đã biết xảy ra chuyện gì. Vị hoàng đế bệ hạ này của Thanh Nguyên đế quốc, hiến tế linh hồn cho ngoan nhân, cam tâm tình nguyện trở thành khôi lỗi của đối phương, một khi người sau chết, tự nhiên cũng không sống nổi. Do đó rất có thể không phải là bị Lưu Dương giết, mà là linh hồn ma diệt, đưa đến thân thể chết. Thật như vậy mà nói cũng không có gì, nhiều nhất chỉ là lỗ mãng cứu người mà thôi, nhờ vào lực ảnh hưởng sông đường của hắn, hẳn là sẽ không ra đại sự gì. Nhưng mà, vì cái gì Tôn Cường không báo tin tức cho ta nữa? Híp mắt lại, có chút nóng này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù căn cứ đối phương nói suy tính, không tính là đại sự gì, nhưng sau khi tiếp thu được tin tức, hắn đã đưa tin liên tục 7-8 lần, Tôn Cường lại không có hồi phục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn nữa, Lưu Dương đi nơi nào, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tìm được. Cực kỳ nghi hoặc, vừa đến trên không Thanh Nguyên Thành, lập tức khống chế thánh thú phi hành, bay thẳng về phía chiến sư đường. Viện trưởng, người trở về. Vừa bay xuống, chỉ thấy Nhược Hoan công tử tiến lên đón. Làm sao vậy? Thấy hắn lo lắng, cảm xúc có chút kích động, Trương Huyền nhíu mày. Xảy ra chuyện lớn. Nhược Hoan công tử vội nói. Lưu Dương giết chết Sở Thiên Hành, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc đều oanh động. Một vị danh sư họ Tống phán quyết, trưa hôm nay, ở quảng trường ngoài Hoàng Cung, chém giết quản gia Tôn Cường cùng rất nhiều độc sư tham gia làm loạn. Chém giết Tôn Cường cùng rất nhiều độc sư. Con người co rụt lại, vẻ mặt của Trương Huyền trở nên xanh xám. Bây giờ đã sắp tới buổi trưa. Nói cách khác, bất cứ lúc nào cũng sẽ chém đầu đám người Tôn Cường dân chúng. Vâng, người Huyền Huyền hội toàn bộ đi qua, đang định cướp pháp trường. Chỉ có ta ở lại chỗ này, chờ ngươi trở về. Nhược Hoan công tử vội nói. Cướp pháp trường. Trương Huyền nhíu mày. Lá gan của đám người kia thật lớn. Mặc dù bọn họ cùng cấp bậc sức chiến đấu kinh người, nhưng thực lực quá thấp, ngay cả bán thánh cũng không có, làm sao cướp. Chỉ sợ vừa ra, liền bị binh sĩ của đối phương bắt, không còn cách nào trốn. Đi quảng trường. Biết thời gian không đợi người, một khi bọn gia hỏa không biết trời cao đất rộng này thật làm ầm ĩ, sự tình sẽ khó kết thúc, Trương Huyền vồ một cái, nắm Nhược Hoan công tử lên, thẳng tắp bay về phía Hoàng Cung. Một bên phi hành, một bên hỏi thăm. Các ngươi nói danh sư họ Tống kia là ai? Vì sao muốn chém giết Tôn Cường? Danh sư của danh sư đường Thanh Nguyên đế quốc, hầu như người người đều là học sinh của hắn, nắm giữ tình nghĩa bán sư, không đi thăm dò nguyên nhân cái chết chân chính của Hoàng đế, chém giết Tôn Cường làm gì? Nghe nói vị Tống sư này là danh sư chuẩn bát tinh từ Tiềm Sung đế quốc tới, địa vị cực cao, vừa đến liền tiếp thu danh sư đường của Thanh Nguyên Thành, tất cả mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhược Hoan công tử giải thích. Người của Tiềm Sung đế quốc. Trương Huyền nhíu mày. Đúng, sau khi Sở Thiên Hành chết, vô số đại thần, vương công quý tộc, thậm chí binh sĩ vây ở bên ngoài danh sư đường gây rối, đã liên tục mấy ngày, khẳng định là không chịu nổi áp lực, mới làm ra loại phán quyết này. Nhược Hoan công tử nói tiếp. Trương Huyền cau mày. Cũng đúng, đường đường hoàng đế một nước, bị người giết, nếu như không cho cái bản giao rõ ràng, toàn bộ đế quốc chẳng phải người người cảm thấy bất an. Lưu Dương đâu? Nhịn không được hỏi. Lưu Dương, kể từ sau ngày đó liền mất tích, danh sư đường cũng không tìm được. Chúng ta cũng không biết đi nơi nào.
vị Tống sư này, sở dĩ công khai chém giết đám người Tôn quản gia, mục đích rất đơn giản, là muốn mượn dư luận, bức bách hắn hiện thân, bắt lấy hung phạm, cho Thanh Nguyên đế quốc một câu trả lời. Nhược Hoan công tử tiếp tục nói. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đường đường hoàng đế bệ hạ, bị người giết chết, nhiều hộ vệ như vậy bị người dùng độc độc choáng. Không hào hảo xử lý, khẳng định sẽ náo ra mâu thuẫn càng lớn, dẫn xuất gợn sóng càng lớn. Bất quá, bất kể xử lý như thế nào, muốn giết đám người Tôn Cường, trừ khi dẫm lên thi thể của ta đi qua. Trương Huyền nhíu mày, mắt híp lại. Chương 2327, cướp pháp trường 1. Quảng trường ngoài hoàng cung. Người đông nghìn nghịt, ít nhất mười mấy vạn, một cái đài cao to lớn đứng sừng sững ở trung tâm, phía trên đám người Tôn Cường, Hứa trưởng lão bị giam cầm tu vi, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xử quyết. Làm sao bây giờ? Đám người Tống Siêu nhìn đám người trên đài, từng cái mặt mũi cuống cuồng. Bọn họ ở sáng sớm liền đến, nhưng giam giữ đối phương đều là cường giả thánh vực, càng có trưởng lão nguyên thần cảnh, loại thực lực này của bọn họ, đừng nói cứu người, đi tới cũng không làm được. Ta cũng không biết, Tôn Cường là quản gia của viện trưởng, lần trước vì hắn, không tiếc đại náo Trung Thanh Vương Phủ. Coi trọng như vậy, thật muốn bị giết, một khi viện trưởng biết, tuyệt đối sẽ trở mặt. Tống Siêu nói, hắn cùng Trương Sư ở Vạn Quốc Liên Minh liền quen biết, biết đối phương rất bao che khuyết điểm, Tôn Cường này bất kể nói thế nào, cũng là hạ nhân của hắn, thật bị vô duyên vô cớ giết, còn không nháo đến long trời lở đất. Làm không cẩn thận, toàn bộ Thanh Nguyên Hoàng Thành sẽ bị diệt đi. Người chiến sư Đường nói thế nào? Bọn họ cũng nhận qua ân huệ của viện trưởng, cũng coi như nửa cái học sinh, sao lần này một cái cũng không đi ra? Một thành viên Huyền Huyền hội có chút tức giận nói. Những ngày gần đây, bọn họ cùng người chiến sư Đường trao đổi, truyền thụ không biết bao nhiêu bí tịch cùng phương pháp chiến đấu, hiện tại xảy ra chuyện. Đối phương lại cự tuyệt cướp pháp trường, cũng không ra mặt giúp đỡ, sớm đã có chút mất hứng. Không thể trách bọn họ, mấy vị điện chủ chiến sư Đường, ở mấy ngày trước đi qua đòi người, tất cả đều bị Tống sư giam, hơn nữa phát xuống danh sư lệnh. Yêu cầu tất cả chiến sư của chiến sư Đường, nhất định phải lưu ở trong đường, không cho phép đi ra, nếu không, là vi phạm quân kỷ. Tống Siêu lắc đầu. Chiến sư, tương đương với quân đội của danh sư, quân lệnh mới là đệ nhất. Vị danh sư chuẩn bát tinh từ Tiềm Xung đế quốc tới kia, tự mình hạ xuống danh sư lệnh, tương đương hạ quân lệnh, cho dù bọn họ không cam lòng, muốn giúp một tay, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, chiến sư cũng không thể ngoại lệ. Không có bọn họ, chúng ta muốn cứu người. Khó. Tên đệ tử kia trần chờ một chút, nói. Cũng không phải bọn họ chưa thử qua, thế nhưng lấy loại tu vi này, ngay cả tới gần đài cao cũng làm không được. Làm sao cứu? Ta cũng biết, cướp pháp trường không phải tội danh nhỏ, mặc kệ thành công hay không, chúng ta đều có khả năng đánh mất thân phận danh sư, thậm chí sẽ bị chém giết. Lúc này, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Vẻ mặt Tống Siêu nghiêm túc. Cướp pháp trường mà một vị danh sư chuẩn bát tinh xác định tội danh, cho dù thành công cũng là tội danh hẳn phải chết, người dám đến, đều đã mang quyết tâm chiến tử. Lúc này, lại liên lụy chiến sư Đường vào, đúng là không tốt lắm. Tiếng nói của Tống Siêu chưa dứt, liền nghe một thanh âm vang lên. Ai nói chỉ có thể dựa vào chính các ngươi? Làm sao, không coi chúng ta là huynh đệ? Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Tần, Thạch Hạo, Tiêu Đàm, Lư Kiến Lăng, Đồng Thụy. Chính là người chiến sư Đường, những khuôn mặt quen thuộc đó, lít nha lít nhít chừng mấy ngàn. Các ngươi, sao lại tới đây? Không phải bị nghiêm lệnh không cho phép rời khỏi chiến sư Đường sao? Tống Siêu vội vàng nói. Không phải đã hạ quân lệnh sao, sao lúc này lại xuất hiện ở đây? Chúng ta nhận được quân lệnh, nhưng đối phương là lệnh chiến sư, mà từ giờ trở đi, chúng ta đã. Không còn là chiến sư. Thạch Hạo cười cười. Không còn là chiến sư. Thân thể Tống Siêu chấn động, lúc này mới phát hiện, chiến sư tới chỗ này, tất cả đều cởi ra chiến sư bảo đại biểu thân phận. Mặc quần áo bình thường. Các ngươi từ bỏ thân phận chiến sư. Cái này. Tống Siêu siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy xuôi ở trong lòng. Đối với chiến sư mà nói, cái thân phận này có bao nhiêu vinh quang, trải qua những ngày này tiếp xúc, đã hết sức rõ ràng. Vì cứu Tôn Cường, dứt bỏ kiên trì cùng vinh quang trong lòng. Đám người Huyền Huyền hội, từng cái đều hốc mắt đỏ lên.
Danh sư Đường hạ lệnh, chiến sư không thể không tuân thủ, nhưng chúng ta còn muốn cứu người, chỉ có thể tự đi thân phận. Thạch Hạo lắc đầu. Như vậy sẽ không bị mệnh lệnh trói buộc. Tiêu Đàm cũng nhẹ gật đầu. Thế nhưng mà, nhìn qua, Tống Siêu muốn nói cái gì, nhưng Thủy Chung nói không nên lời. Loại cảm tình này, nói cái gì cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Trương sư, không chỉ là viện trưởng của các ngươi, càng là thầy của chúng ta. Không có hắn, thực lực của chúng ta không có khả năng đạt tới tình trạng hiện tại, không có khả năng rõ ràng võ kỹ còn có thể thi triển như vậy. Hắn đại công vô tư, làm người được lợi, không thể ngồi im không lý đến. Tiêu Tần nói. Đúng vậy, Trương sư là danh sư lòng dạ rộng nhất ta gặp qua, có thể học tập hắn, là phúc phận của ta, hiện tại người của hắn xảy ra chuyện, chúng ta không ra tay, chẳng lẽ còn phải chờ đợi người khác. Thạch Hạo nhìn qua, đập bả vai đối phương nói. Thế nào, không coi chúng ta là huynh đệ? Dĩ nhiên không phải. Hít sâu một hơi, áp chế cảm kích trong lòng xuống, Tống Siêu siết chặt nắm đấm. Đúng vậy, Trương sư có loại mị lực này, vô số người tụ tập ở bên cạnh mình, cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, giúp hắn làm việc. Không nói cái khác, chỉ nói hắn, lúc trước cùng đối phương có mâu thuẫn rất lớn, ngày ngày bị lừa linh thạch, tức giận đến hận không thể lột ra đối phương. Nhưng mà bây giờ, đã thành thuộc hạ trung thành của đối phương, cam tâm tình nguyện nghe theo mệnh lệnh, thích như mật ngọt. Cái này không riêng gì nhân cách mị lực, càng quan trọng hơn là, lòng dạ rộng lớn, người khác chân quý công pháp bí tịch truyền thừa, hắn chỉ cần biết, đều dốc túi truyền cho, chưa từng giữ lại. Sư giả chân chính, mới có nhiều người bằng lòng vì hắn ném đầu lâu vãi nhiệt huyết, không lui về phía sau, cũng không hối hận như vậy. Coi chúng ta là huynh đệ, vậy chớ nói nhảm nhiều như vậy. Nghĩ kỹ làm sao cướp chưa? Một lát nữa cùng nhau động thủ. Chương 2328, cướp pháp trường 2. Thạch Hạo cười nói. Biết nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, Tống Siêu lại không khác người nói. Một lát nữa, trước khi chém đầu, tất nhiên sẽ tuyên đọc tội danh, chúng ta ý định ở thời điểm này động thủ, mọi người dựa theo phương pháp phản tinh đại trận, chung một chỗ tiến công, chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù từng cái kém nguyên thần cảnh rất xa. Nhưng hội tụ năng lượng nhiều người, cường giả nguyên thần cảnh cũng có thể chiến một trận, có lẽ có thể cứu người ra. Vạn tinh đại trận, quả thực là trận pháp hợp kích tốt nhất. Thạch Hạo gật đầu. Vạn tinh đại trận, là trận pháp quân đội đế quốc sử dụng, có thể hội tụ lực lượng của các binh sĩ vào một chỗ, tiến hành công kích đối tượng muốn tiến công. Đám người Huyền Huyền hội, dù từng cái thực lực không cao, cơ bản đều ở hóa phàm thất, bát trọng, nhưng trên vạn người liên hợp lại dùng trận pháp này. Cường giả nguyên thần cảnh cũng ngăn cản không nổi. Bất quá các người có nghĩ tới, sau khi cứu người xong, làm sao mang ra Thanh Nguyên Thành không? Thạch Hạo nói tiếp, nếu như không cách nào chạy trốn, thời gian ngắn cứu, thì có ích lợi gì? Cái này, đám người Tống Siêu trầm mặc. Bọn họ biết thực lực của mình, tỷ lệ thành công cực nhỏ, đã sớm làm xong chuẩn bị xả thân lấy nghĩa, cũng không suy nghĩ, sau khi cứu người sẽ an trí ở nơi nào. Hiện tại cộng thêm người chiến sư Đường, tỷ lệ thành công đại tăng, không có cách nào an trí thích đáng mà nói, đồng dạng sẽ bị bắt trở lại lần nữa. Người có phương pháp, thực sự không nghĩ ra được, Tống Siêu nói. Phương pháp là có, cái kia chính là, chúng ta không cướp pháp trường, mà nghĩ biện pháp khống chế Tống Sư. Thạch Hạo nói, khống chế Tống Sư. Không sai, Tống Sư là mấu chốt, chỉ cần đánh bại hắn, để hắn hủy bỏ mệnh lệnh xử quyết đám người tôn quản gia. Chẳng khác nào cứu người. Thạch Hạo nói tiếp. Đúng là như thế. Ánh mắt đám người Tống Siêu sáng lên. Sở dĩ đám người Tôn Cường bị xử quyết, chính là vị Tống Sư ra lệnh, chỉ cần giải quyết hắn, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thấy phương pháp của đối phương càng tốt hơn, đám người Tống Siêu đồng loạt nhìn lại. Rất đơn giản, một lát nữa nghe theo mệnh lệnh của ta. Nhẹ gật đầu, Thạch Hạo đang muốn nói ra phương pháp của mình. Liền nghe một âm thanh vang lên, mười mấy vạn người trò chuyện đều bị ép xuống. Tại hạ danh sư chuẩn bát tinh, Tống Hiên. Một lão giả lơ lửng trên không đài cao, nhìn quanh một vòng, mang theo uy nghiêm hùng hồn. Tiềm Sung đế quốc, Tống Sư. Vị tôn cường này, cùng đám người độc điện, thừa dịp ban đêm hạ độc hoàng thất của Thanh Nguyên đế quốc, đồng thời giết chết hoàng đế của Phong Hào đế quốc, tội ác tài trời, hiện tại chém đầu răn chúng. Hắn là Tống Sư. Nghe được tên. Không cảm thấy cái gì, nhìn thấy người thật, đám người Thạch Hạo đều cảm nhận được uy áp nồng đậm. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong,
quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải số lượng nhiều có thể chống lại. Được rồi, buổi trưa đã đến, lập tức hành hình. Nhìn quanh một vòng, không có phát hiện Lưu Dương bỏ trốn, Tống Sư quát lạnh. Dầm! Nương theo lời của hắn, vô số đao chém đầu lơ lửng, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào trên đầu đám người Tôn Cường, Hứa trưởng lão. Nhìn thấy lại không động thủ, liền đến đã không kịp, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Động thủ! Ầm ầm! Nương theo lời này, vô số chân khí lập tức hội tụ vào, tạo thành một cự long, thẳng tắp vọt tới Tống Sư ở trên không. Hơn một vạn thành viên Huyền Huyền hội, cộng thêm mấy ngàn thành viên Chiến Sư đường, dù tu vi không cao, liên hợp chung một chỗ, vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Chân khí cự long, giống như muốn xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt Tống Sư. Thật to gan! Không nghĩ tới có người dám cướp pháp trường, hơn nữa động thủ với hắn, con mắt của Tống Sư lập tức nheo lại, bàn tay bỗng nhiên đè ép. Dầm! Lực lượng cuồng bạo xung kích, lập tức giam cầm chân khí cự long ở trên không trung. Xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đến gần lĩnh vực cảnh, đã không phải là nhiều người có thể chống lại. Dám cướp pháp trường, động thủ với danh sư bát tinh, hiện tại ta liền giết những người này. Chặn lại công kích, Tống Sư cười lạnh một tiếng, tay còn lại nhẹ nhàng điểm một cái. Ông! Vô số đao chém đầu lơ lửng, lập tức chém xuống đám người Tôn Cường. Bất quá còn không có hạ xuống, lần nữa đứng ở trên không. Ngay sau đó, một thanh âm lạnh như băng vang lên, như cơn lốc cuốn sạch không gian, vang vọng ở bên tai mỗi người. Giết người của Trương Huyền ta, ta muốn hỏi một chút, ngươi có mấy cái đầu? Tiếng nói kết thúc, một bóng người lăng không bay tới, như là thiên thần. Chương 2329, nói hộc máu 1. Bóng người thon dài, lông mi như kiếm, không có khí tức kinh thiên động địa, cũng không có tu vi rung động lòng người, lại cho người ta áp bức ngạt thở, hình như phản bác một câu, sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Dung mạo thoạt nhìn bình thường, trong hai con ngươi lại mang theo ánh sáng giống như nhật nguyệt tinh thần, tới đối kháng, như là miệt thị thiên địa, miệt thị vạn vật muôn dân. Là Trương Sư, viện trưởng tới, bọn họ được cứu. Đám người Tống Siêu kích động siết chặt nắm đấm, từng cái hốc mắt thấu đỏ. Mấy ngày nay bọn họ tiếp nhận áp lực thực sự quá lớn, lớn đến đã gần như sụp đổ. May mắn viện trưởng tới. Có hắn, như trong nháy mắt có chủ kiến, có phương hướng. Ngươi chính là Trương Huyền. Tống Sư nhíu mày, trên mặt không vui hừ một tiếng. Có thể tới tốt nhất, miễn đi không ít phiền phức. Thân là danh sư, mặc kệ đệ tử hành hung làm ác, tội danh bao lớn, không cần ta nói, ngươi cũng hẳn rõ ràng. Niệm tình ngươi là thiên tài, không ở Thanh Nguyên Thành, không biết việc này, theo nhẹ xử lý, chỉ cần tự mình xử quyết những người này, vì việc nước quên tình nhà, ta sẽ tự mình xin tổng bộ, mở ra một con đường cho ngươi. Lúc đầu mục đích xử quyết đám người, là đưa Lưu Dương tới, không nghĩ tới đưa tới Trương Huyền, đã như vậy liền không còn gì tốt hơn. Nuôi không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư biếng nhác. Đệ tử hành hung giết người, hơn nữa chém giết hoàng đế của Phong Hào Đế Quốc. Chỉ bằng vào tội danh này, tư cách danh sư thất tinh liền có khả năng bị tước đoạt, chớ nói chi là đi tới Thanh Nguyên Thành gây ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá đối phương cũng là thiên tài hiếm thấy, chỉ cần kịp thời tỉnh ngộ, dừng cương trước bờ vực, chia cắt những độc sư này cùng quản gia làm loạn, cũng không phải không có chỗ chống cứu vãn. Vì việc nước quên tình nhà, lời nói thật cao xa. Con mắt của Trương Huyền lập tức híp lại. Làm sao, chẳng lẽ giống như bọn họ, cũng muốn cướp pháp trường. Nghe giọng nói của hắn không đúng, sắc mặt Tống Sư trầm xuống. Ngươi là danh sư, phải chú ý thân phận cùng cử chỉ của mình. Ta cho ngươi cơ hội, là bởi vì ngươi thiên phú không tệ, hơn nữa từng có cống hiến với danh sư đường, không nên lãng phí cơ hội. Cơ hội này, lưu cho chính ngươi đi. Thấy đối phương bảo mình chém giết Tôn Cường, giống như cho ân đức cực lớn, Trương Huyền lại lười nhác nói nhảm, mí mắt nhấc lên, một đạo khí tức cuộn trào mãnh liệt tuôn trào ra, xông thẳng lên trời. Nể mặt ngươi, đừng không biết điều. Tống Sư vẫy tay, lông mi mang theo nộ khí. Một danh sư thất tinh mà thôi, may mắn có chút thiên phú, giúp hắn như vậy, thế mà không biết rõ tình hình, cũng không tránh khỏi quá tự đại đi. Nể tình, không cần, Trương Huyền ta, chưa từng cần người khác nể tình. Sắc mặt Trương Huyền tái xanh, từng bước một đi tới đài cao. Hắn cực kỳ tức giận. Đường đường danh sư chuẩn bát tinh, nếu biết cẩu đường chủ chết. Điền Thanh phó đường chủ chết, nhiều danh sư chết, nên lập tức điều tra. Nhiều chuyện như vậy,
không đi dò xét đến tột cùng, lại nắm chặt người của mình không thả. Chẳng lẽ đám người Hứa trưởng lão cùng Tôn Cường này, giết nhiều danh sư như vậy? Tổng bộ làm sao phái ra một gia hỏa phân không rõ phải trái, không biết nặng nhẹ như vậy? Làm càn, Trương Huyền, đừng tưởng rằng ngươi xông phân bộ Thanh Nguyên danh sư đường, có chút thiên tư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tại hạ Tống Hiên, danh sư chuẩn bát tinh, được lệnh của tổng bộ, đến đây xử lý sự tình của Thanh Nguyên phân bộ, ngươi một danh sư thất tinh, mở miệng vô lễ, hành động tùy tiện, lễ tiết ở đâu? Tống sư hét lớn một tiếng. Sự tình đối phương xông đường, hắn nghe nói, là siêu cấp thiên tài, nguyên nhân chính là như vậy, mới đặc thù chăm sóc, cấp cho ưu đãi. Không hiểu cảm kích thì thôi, một chút lễ tiết cũng không có, còn nói ra lời này, quả thực không để hắn vào mắt. Lễ tiết, ta không biết, ta chỉ biết là, bọn họ không đáng chết. Tiếp tục đi về phía trước, đã đi tới lân cận đài cao. Đáng chết hay không, không phải ngươi định đoạt, chém giết đế vương một nước, gây nên náo động, chỉ điều này, giết mấy lần cũng không đủ. Ngươi thân là danh sư, hẳn phải biết những sự tình này, đừng phá hư quy củ, tự hủy tương lai. Tống sư cười lạnh một tiếng, bàn tay lại vồ một cái, đao chém đầu trước đó rơi xuống, lần nữa lơ lửng lên, đang muốn rơi vào trên đầu đám người Tôn Cường, liền nghe liên tiếp giòn vang. Bành, 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 bành. Hơn 100 chuôi trường đao đồng thời nổ tung, từng cái vỡ thành bột phấn, từ không trung rớt xuống. Thật to gan, ta rốt cuộc biết, danh sư đường của Thanh Nguyên đế quốc từ trước tới nay yên lặng, một chút việc cũng không có, ngươi vừa đến, liền gây ra vấn đề lớn như thế, một con sâu làm dầu nổi canh, quả thực không có quy củ, vô pháp vô thiên. Tống sư tức giận sắp nổ tung. Cái này rõ ràng là đối phó hắn, thật muốn cướp pháp trường. Câm miệng. Một tiếng sấm rền, Trương Huyền đi tới cách hắn không đủ 10 mét, hai mắt như điện, mang theo khí thế cùng lực lượng làm người ta không cách nào phản bác. Ngươi! Nghe nói để hắn im miệng, Tống sư run rẩy, đang muốn nói chuyện, liền nghe thanh âm của đối phương vang lên. Nói quy củ, nói lễ phép, tốt, thời điểm Trương Huyền ta tra hung phạm. Ngăn cản âm mưu của dị linh tộc, chém giết Thanh Điền Hoàng, ngươi ở nơi nào? Thời điểm Trương Huyền ta đi vào địa quật, rơi vào nguy cơ, cứu rất nhiều danh sư, ngươi ở nơi nào? Chương 2330, nói hộc máu 2. Thời điểm Trương Huyền ta truyền thụ kiến thức, để rất nhiều danh sư hóa giải tổn hại, tu vi đột phá, ngươi ở nơi nào? Thân là danh sư chuẩn bát tinh, không nghĩ biện pháp truy xét hung phạm. Không xử lý chân tướng rất nhiều danh sư của danh sư đường bị giết, lại ở nơi này la lối om sòm, cáo mượn oai hùm. Ai cho ngươi lá gan cùng quyền lợi? Ngươi lại tính là thứ gì, khoa tay múa chân với Trương Huyền ta? Ầm ầm, thanh âm như lôi đình nổ tung, mang theo sét đánh, đinh tai nhức óc, dường như dẫn động thiên địa hòa minh. Tựa như có một đạo hạo nhiên chính khí bay thẳng thiên đình, mang theo uy thế cường đại, để cho người ta không dám xâm phạm. Ngươi! Tống sư bị kìm nén nói không ra lời, vẻ mặt đỏ lên. Trương Huyền tiếp tục nhìn qua. Sở Thiên Hành, đầu nhập vào dĩ linh tộc, người không đi điều tra. Điền Thanh Thân là phân thân của hoàng giả dĩ linh tộc, người không đi điều tra. Cầu Thiên Trạch, thân là đường chủ, lại bỏ rơi nhiệm vụ, tín nhiệm gian nịch, làm toàn bộ danh sư đường chướng khí mù mịt. Người không đi điều tra, lại ở nơi này, theo đuổi không bỏ một quản gia không hiểu chuyện của ta, bắt lấy không thả mấy độc sư. Ta chỉ muốn hỏi một chút, đây là quyền lợi danh sư đường trao cho ngươi sao? Đây là trách nhiệm mà danh sư chuẩn bát tinh nên có. Ta, Tống sư muốn nói chuyện, lại bị đánh gãy. Khổng sư truyền giáo thiên hạ, lập chức nghiệp danh sư, là muốn cho người thoát khỏi ngu muội. Càng là tự thân dạy dỗ, truyền thụ thiên hạ, lúc này mới được phong làm vạn thế chi sư, người người ngưỡng mộ. Chức nghiệp danh sư, mục đích đúng là noi theo Khổng sư, mở linh hải thiên hạ. Mở trí tuệ vạn dân. Đệ tử ta Lưu Dương, ngay cả thánh vực cũng không tới, ngươi cảm thấy có thể chém giết cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh. Sở Thiên Hành là đế hoàng một nước, dễ dàng bị giết như vậy, Thanh Nguyên đế quốc còn cần tồn tại. Không nên nói với ta, là độc sư dùng độc, nếu như tin tức của ta không sai, bọn họ dùng là thanh phong tán. 20 năm trước, dị linh tộc đột kích, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc suýt chút nữa hủy diệt, là dùng loại thuốc này. 20 năm trước thất bại một lần, hoàng thất không có một chút chuẩn bị. Thật không có chuẩn bị, là vì đầu nhập vào dị linh tộc, hay còn có vấn đề gì? Loại phong hào đế quốc này, làm sao có thể giữ vững cương vực nhân loại?
Thanh âm của Trương Huyền càng ngày càng nghiêm khắc. Cái này, thân thể Tống Sư run lên. Trương Huyền hất ống tay áo, tiếp tục nói. Xử sự không rõ, không biết nên xử lý cái gì, nên làm cái gì, lại bắt lấy việc nhỏ không buông, là ngu muội. Nghe theo vương công, đại thần mê hoặc, dựa theo ý nguyện của bọn họ làm việc, không phân biệt trung gian, không phân phải trái, là không khôn ngoan. Thân là danh sư chuẩn bát tinh, không đi xử lý vấn đề của danh sư đường, không để ý tâm tư của đồng nghiệp, huyên náo lòng người bàng hoàng, là chẳng phân biệt được chủ thứ. Không để ý chiến sư đường phản bác, vây khốn đường chủ, chiến sư, tùy ý dùng quyền lực, ra lệnh lung tung, ảnh hưởng danh tiếng của danh sư đường cùng tôn nghiêm của danh sư. Là lạm dụng chức quyền. Ngu muội, không khôn ngoan, chẳng phân biệt được chủ thứ, lạm dụng chức quyền. Trương Huyền nhíu mày, chắp hai tay sau lưng. Tống Hiên, ta hỏi ngươi, có mặt mũi gì tự xưng danh sư chuẩn bát tinh? Ta, phốc, hơi đỏ mặt, Tống sư phun ra một ngụm máu tươi, thân thể quơ quơ, từ không trung suýt chút nữa rơi xuống. Cái này, một chiêu không động, mấy câu liền nói Tống sư miệng phun máu tươi, suýt chút nữa rơi xuống. Đám người Tống Siêu nuốt nước bọt, từng cái hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt trắng bệch. Đã kế hoạch tốt, trước khi cướp pháp trường, bọn họ liền cân nhắc đủ loại, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện, cho dù nhiều người như vậy gộp lại, cũng không phải đối thủ của Tống Sư, thật muốn động thủ, tất nhiên có đi không về. Vốn cho rằng sẽ chết, không nghĩ tới Trương Sư xuất hiện. Một chiêu cũng không ra, mấy câu liền nói đối phương hộc máu. Thiếu gia, miệng sống quá tốt rồi. Tôn Cường bị giam giữ, trợn mắt hốc mồm nói thầm. Miệng sống, khụ khụ. Hứa trưởng lão bị nước bọt sặc. Ân công, chúng ta làm sao bây giờ? Không cần phải gấp, trước đó ta không phải nói qua sao. Thiếu gia khẳng định sẽ ra tay, cho dù hắn không ra tay, lão gia cũng sẽ ra tay. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn ta xảy ra chuyện. Có bọn họ, chúng ta liền khẳng định an toàn. Tôn Cường nhếch miệng, ngáp một cái. Mấy ngày nay bị giam giữ, hắn chẳng những không có bị thương, dường như lại mập thêm một vòng. Thật giống như tu luyện quá mệt mỏi, đi nhà tù danh sư đường nghỉ ngơi mấy ngày. Tâm tính của ân công thật tốt. Nghe hắn nói như vậy, nhìn cử động của đối phương, hứa trưởng lão cực kỳ im lặng, trong lòng nhìn không được nghi ngờ. Cái ân công này, sao không giống trước đó đã gặp? Trước đó, ân công anh dũng quả quyết, dị thường thông minh. Gặp được việc lớn bình tĩnh mà không mất uy nghiêm, mà vị này. Nhốt ở trong danh sư đường, ăn một bữa cơm bằng 5 người, một giấc có thể ngủ đến bình minh ngày thứ hai. Làm sao cảm giác không quá tương tự. Bất quá tâm tính cùng cử chỉ của đối phương, quả thực là vạn người không được một. Bị danh sư đường định tội, tiện tay sẽ chém giết, cũng không sợ chút nào, vui mừng tự nhiên. Phần năng lực này, xem như hắn cũng theo không kịp. Có lẽ đây là chỗ hơn người mà ân công được tổ sư vừa ý. Chương 2331, cắt đi. 1. Quả nhiên mồm miệng lanh lợi. Phun ra một ngụm máu tươi, Tống Hiên cố lấy bình tĩnh nói. Ngươi nói những lời này, có phải thật hay không, còn cần kiểm chứng, nhưng Tôn Cường cùng đám người độc điện đánh lén Thanh Nguyên Hoàng thất, mê choáng trên vạn người, đồng thời chém giết Thanh Nguyên Hoàng đế Sở Thiên Hành, chứng cứ đã vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Không giết. Làm sao cho thiên hạ rõ ràng, làm sao lập quy củ. Người người đều làm như vậy, uy nghiêm của danh sư đường ở đâu? Lòng người làm sao có thể vững vàng? Chém giết những người này, cũng không phải hắn muốn làm, mà là không làm như vậy, dân tâm bất bình. Nếu người người đều giết hoàng đế mà nói, toàn bộ đại lục còn không loạn. Tiếp tục hành hình. Vung tay lên, quay đầu nhìn về phía rất nhiều danh sư của danh sư đường, Tống Hiên nói. Mặc kệ kết quả như thế nào, tội danh của đám người Tôn Cường, chứng cứ vô cùng xác thực, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại không động thủ, đường đường danh sư chuẩn bát tinh, uy nghiêm ở đâu? Đã không nghe khuyên ngăn, vậy tốt, đánh hắn xuống cho ta. Thấy tên này còn muốn động thủ, lười nhắc tiếp tục nhiều lời, Trương Huyền vung tay lên. Bằng bọn họ, cũng muốn động thủ với ta. Tống Hiên giận quá mà cười, tức giận đến toàn thân run rẩy, nhìn về phía đám người Tống Siêu. Cực kỳ khinh thường. Mặc dù những người này đến đây cướp pháp trường, người đông thế mạnh, nhưng thực lực quá thấp, một chút ra hỏa hóa phàm thất, bát trọng, đừng nói một vạn cái, cho dù ba vạn, năm vạn, thậm chí mười vạn, cũng đừng hòng tổn thương hắn nửa sợi tóc gáy. Thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, còn gọi vô địch cảnh, lĩnh vực mở rộng, bế nghệ bát phương,
đã không e ngại người đông thế mạnh. Dù hắn không có đạt tới loại thực lực này, nhưng cũng đến gần vô hạn, nếu một đám tiểu nhân vật cấp bậc này có thể thương tổn được hắn, về sau cũng không cần sống. Xem ra, ngươi là không biết một vị danh sư chuẩn bát tinh, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tống Hiên cười lạnh, bàn tay lăng không chảo một cái, một đạo ý niệm vô hình lập tức lan tràn ra, thời gian nháy mắt, liền bao phủ đám người Tống Siêu ở bên trong. Ở dưới cỗ lực lượng này, đám người Huyền Huyền hội cùng chiến sư đường giống như trên người bị đặt lên từng ngọn núi lớn, từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, đừng nói động thủ công kích, muốn nhúc nhích cũng không làm được. Quả thực rất đáng sợ. Thấy đối phương áp chế đám người Tống Siêu, đồng thời không có làm ra cử động quá đáng hơn, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Bất quá ai nói, để bọn hắn động thủ. Không phải bọn họ. Tống Hiên sững sờ, đang muốn nói chuyện, liền cảm thấy phía dưới, một chân khí cự long nóng rực xông về phía hắn. Các ngươi! Tống Hiên vội vàng xoay người, chỉ nhìn một cái, con người kìm lòng không được híp lại. Xuất thủ, căn bản không phải đám người đến đây cướp pháp trường, mà là danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, những danh sư nghe theo hắn ra lệnh kia. Giờ phút này, thế mà đồng loạt công kích hắn. Phá! Không kịp khiếp sợ, hàm răng cắn chặt, bỗng nhiên tiến lên đón. Lực lượng xuất khiếu cảnh đỉnh phong vô cùng mạnh mẽ, tựa như thiên địa móc ngược xuống. Bất quá, tuy lực lượng mạnh, nhưng so với chân khí cự long phía dưới còn kém một đoạn dài. Răng rác, răng rác. Chỉ nghe thanh âm xương sườn vỡ vụn, Tống Hiên hơi đỏ mặt, liền bị cự long đâm vào ngực, bay lên bầu trời. Mặc dù ngươi là danh sư chuẩn bát tinh, nhưng tất cả danh sư của Thanh Nguyên Đế Quốc đều xem như học sinh của ta. Nhìn Tống Hiên không ngừng bay ngược, vẻ mặt khó tin, Trương Huyền lắc đầu. Để cho học sinh của ta đối phó ta, ngươi làm sao thắng? Rất nhiều danh sư của Thanh Nguyên danh sư đường, thời điểm Sông Đường nghe qua chương trình học của mình, có tình nghĩa bán sư, lại thêm Sông Đường thành công, đối phương có thể vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của mình. Để bọn hắn dạy bảo ra hỏa cố chấp ở trước mắt một chút, không tính là gì. Một chiêu đánh bay Tống Hiên, Trương Huyền không tiếp tục để ý, thân thể nhoáng một cái, đi tới đài cao, cánh tay chấn động. Dầm! Vô số gông xiềng trên thân đám người Tôn Cường lập tức vỡ vụn. Chịu oan ức! Cứu mọi người, Trương Huyền than thở một tiếng. Mặc dù danh sư đường không có khả năng vận dụng đại hình, nhưng bị áp ở đây, chém đầu răn chúng, trong lòng tất nhiên cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Thiếu gia nhất định phải thay ta làm chủ. Hốc mắt Tôn Cường đỏ lên, lao đến. Nhìn thấy ân nhân vừa rồi tâm tính trầm ổn, thời gian nháy mắt biến thành như vậy, khóe miệng Hứa trưởng lão lần nữa kéo ra, nhìn không được cảm khái. Không hổ là ân công, tốc độ trở mặt thật đúng là nhanh. Trước tụ hợp với đám người Tống Siêu, chuyện nơi đây còn cần xử lý. Thấy Tôn Cường dường như lại có chút mập, Trương Huyền nhíu mày, biết lúc này không phải thời điểm nói chuyện, khoát tay áo. Cưỡng ép ra tay, là cứu người được, nhưng chuyện còn không có giải quyết, dân chúng bình thường không biết chân tướng sự tình, nghe sai đồn bậy mà nói, sẽ chỉ ảnh hưởng danh tiếng, phiền phức càng nhiều. Mấu chốt nhất là, đánh một vị danh sư chuẩn bát tinh, giải quyết không thích đáng, tương đương với phạm thượng, thân phận danh sư cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng. Vâng, biết thiếu gia ra tay, nhất định có thể xử lý thích đáng, Tôn Cường không nói thêm lời, nhẹ gật đầu, cùng đám người chung một chỗ nhảy xuống đài cao. Không dạy dỗ ngươi một hồi, để ngươi biết đánh đổi khi vô lễ với danh sư cấp bậc cao, ta liền không họ Tống. Ầm ầm, mới vừa xử lý xong những sự tình này, liền nghe Tống Hiên tức giận gào thét từ không trung bay xuống, cực kỳ dữ tợn. Đường đường danh sư chuẩn bát tinh của Tiềm Sung Đế Quốc, đi tới loại địa phương nhỏ như Thanh Nguyên Đế Quốc này, thế mà bị người đánh, tức giận mãnh liệt để hắn sắp nổ tung. Không tìm mặt mũi về, tương đương danh dự hao tổn, sẽ không mặt mũi gặp người. Danh sư, không riêng gì sư, càng phải có danh, danh dự mất sạch không vãn hồi, về sau còn có tôn nghiêm sao? Chân khí toàn thân phát động, áp chế thương thế ở ngực, người trên không trung, bàn tay của Tống Hiên xoay một cái, lăng không nghiền ép xuống. Chương 2332, cắt đi. 2. Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống. Vị danh sư trước đó Trương Cửu Tiêu hỏi thăm qua kia, con người co rụt lại. Chiêu này có chút tương tự lúc trước Trương sư đối chiến Cẩu Đường chủ, đều là từ trên trời giáng xuống, còn không có hạ xuống, liền chấn áp bát phương, cho người ta một loại cảm giác khó mà chống lại. Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống không thấy được, chỉ thấy một cái lô đỉnh từ trên trời giáng xuống.
Một vị danh sư ở bên cạnh hắn vẻ mặt trắng bệch. Lô Đình. Vị danh sư này sửng sốt, vội vàng nhìn về phía Tống Hiên, khóe miệng nhịn không được co lại. Chỉ thấy phía trên vị danh sư chuẩn bát tinh này, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lô đỉnh to lớn, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Bành! Trường lực của Tống Hiên còn chưa tới trước mặt Trương Huyền, một cái chân vạc của lô đỉnh đã đá vào giữa hai chân hắn. A hát! Tống sư như đạn pháo từ không trung rớt xuống, đâm vào trên đài cao, đập ra một cái hố to, ngay sau đó cuộn mình thành con tôm, sắc mặt tái nhợt. Xem ra nếu không phải tu vi cao thâm, khả năng lần này đã hôn mê. Rất nhiều danh sư, khóe miệng đồng thời co lại. Không biết đối phương cảm tưởng như thế nào, dù sao bọn họ nhìn xem cũng đau, chỉ cảm thấy dưới háng lạnh lẽo, trong lòng có sự cảm thông. Xem ra đắc tội ai, cũng không thể đắc tội cái đỉnh này. Quá độc ác. Ngươi, ta muốn giết ngươi. Dãy dụa từ trạng thái cuộn mình đứng lên, trong mắt Tống Hiên sát khí sôi trào, nhìn về phía Kim Nguyên đỉnh, tựa hồ muốn xé nát hắn. Trương Huyền là thiên tài sông đường, không dám chém giết. Một cái binh khí dám như vậy với hắn, quyết không thể bỏ qua. Hô! Lời còn chưa dứt, cái mông to lớn của Kim Nguyên đỉnh ngồi về phía hắn. Mới vừa rồi bị đánh lén, hắn không có phòng bị, lần này sớm chuẩn bị, làm sao có thể bị đánh trúng, ngón tay nâng lên, chỉ vào không trung. Không khí trên đài cao lập tức co đặc, tốc độ vọt tới của Kim Nguyên đỉnh dừng lại, cứng ngắc ở trên không trung. Danh sư xuất khiếu cảnh đỉnh phong, dù bị thương. Nhưng thi triển ra sức chiến đấu chân chính, cũng cực kỳ đáng sợ, cho dù kém ngoan nhân, nhưng cũng vượt xa Thanh Điền Hoàng. Kim Nguyên đỉnh bất quá là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa không có học qua võ kỹ, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, đối mặt loại công kích này, căn bản ngăn không nổi. Chết đi cho ta! Cổ tay khẽ đảo, một thanh trường kiếm xuất hiện, lăng không bổ xuống. Kiếm mang tự nhiên, tựa như cầu vồng. Không hổ là danh sư chuẩn bát tinh từ Tiềm Xung đế quốc tới. Vừa ra tay, liền lấy ra thánh khí trung phẩm, so với Kim Nguyên đỉnh cũng không kém chút nào. Chủ nhân, cứu ta. Thấy nếu bị kiếm này đánh trúng, tất nhiên ý thức tiêu tán, Kim Nguyên đỉnh bị dọa đến la lên. Bất quá, tiếng la còn không có kết thúc, liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mặc dù hắn là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, nhưng dù sao không có đạt tới lĩnh vực cảnh, có rất nhiều thiếu hụt, rời ba phân qua trái, mở ra nắp đỉnh, sau đó chìm xuống. Chui vào đài cao, từ phía trước đối phương tiến công, bế môn huyệt trước ngực hắn có thiếu hụt, công kích. Ý niệm truyền âm, tốc độ cực nhanh, toàn bộ quá trình chẳng qua là một phần 10 cái hô hấp, lúc này kiếm khí miễn cưỡng đi tới trước mắt. Biết không có thời gian suy nghĩ nhiều, Kim Nguyên đỉnh dựa theo chủ nhân nói, thân thể to lớn bỗng nhiên sao động, rời ba phân qua trái. Ông! Kiếm khí bổ vào nắp đỉnh, như đánh trống, phát ra tiếng nổ thật to. Linh tính đau đớn kịch liệt. Kim Nguyên đỉnh vội vàng mở nắp lò ra, thân thể to lớn đột nhiên trầm xuống. Ầm ầm, trong lô sao động ra thanh âm, giống như tiếng sấm đánh tới Tống Hiên, chân ánh mắt hắn nở hoa. Mặc dù không phải ma âm công kích, thanh âm lại cực lớn, đột nhiên vang lên, cũng tản mát ra hiệu quả không kém ma âm. Răng rắc, làm xong những cái này, Kim Nguyên đỉnh bỗng nhiên trầm xuống, trên đài cao lập tức bị đập ra cái hố to. Đài cao là mới dựng. Cũng không phải nham thạch đúc thành, phía dưới có trụ cột chống lên, không ít địa phương đều là trống rỗng, Kim Nguyên đỉnh hạ xuống, không gian dính nhấp mất đi hiệu quả, nhoáng một cái, đi tới vị trí Trương Huyền nói, lần nữa xông lên, đâm đến chỗ thiếu hụt của Tống Hiên. Ngươi! Tống Hiên biến sắc, hai tay vung ra ngăn công kích, có điều ngăn được lô đỉnh, không chặn được chân vạc, lần nữa đá tới. Răng rắc! Thanh âm trứng gà vỡ vang lên. A hát! Tống Hiên quỳ trên mặt đất. Giống như con tôm. Ta muốn, giết ngươi. Sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, dưới đau đớn kịch liệt, lời nói cũng có chút nói không lưu loát. Làm sao không biết lớn nhỏ như thế, ra tay một chút mức độ nặng nhẹ cũng không có. Trương Huyền sầm mặt lại quát, mấy bước đi tới trước mặt Tống Hiên. Có lỗi với Tống Sư, cái lộ đỉnh này bị ta làm hư, không biết lớn nhỏ, ra tay từ trước tới nay không có đúng mực, ta đã trách mắng xong. Nói đến đây, cúi đầu nhìn một cái, mặt mũi than thở, lấy ra một cây chủy thủ đưa tới. Nếu không, cắt đi. Chương 2333, người còn đang bú sữa sao? 1. Phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Tống Hiên nhoáng một cái, cứ thế mà tức ngất đi. Đường đường danh sư chuẩn bát tinh, đi tới phong hào đế quốc yếu nhất,
dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là mang theo quyền uy tuyệt đối, một lời ra vạn người theo. Kết quả, tất cả danh sư không nghe lời, ra tay với hắn ngược lại cũng thôi, bị một cái lô đỉnh đánh phế. Đáng giận nhất là, dáng vẻ của đối phương còn rất vô tội. Người chỉ điểm cho lô đỉnh, mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng thân là người đối chiến, kiêm danh sư chuẩn bát tinh, vẫn có thể nhẹ nhõm nhìn ra được. Chỉ điểm vũ khí động thủ, đánh ta như thế, còn giả bộ ngây thơ vô tri, như không quan hệ gì tới ngươi. Có thể lại không hổ thẹn một chút nữa sao? Cắt, cắt em gái ngươi a hát. Mặc dù phế bỏ, cũng tốt hơn so với hầu như không có a. Thấy đối phương ngất đi, Trương Huyền lắc đầu, cất kỹ dao găm, sau đó cứu tỉnh đối phương, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Kim Nguyên Đỉnh, khuôn mặt trầm xuống. Thật sự là liều lĩnh, còn không qua đây xin lỗi. Vâng, thân thể to béo giống như vịt đi tới, Kim Nguyên Đỉnh thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn. Tống sư, là ta không đúng, nếu không, ta để ngươi đá hai cước. Nói xong mở chân vạc ra, như là tách chân. Phốc, Tống Huyên lần nữa phun ra máu tươi. Ngươi có cọng lông a hát, để ta đá. Lại nói, ta đường đường danh sư chuẩn bát tinh, bị đá chỗ hiểm, sau đó lại để cho người ta giang chân chờ đá. Mặt còn cần hay không? Trương Huyền, người ngang nhiên cướp ngục, bỏ qua trừng phạt cùng quy tắc của danh sư, không biết lễ phép, giật dây vũ khí ra tay với ta, ta nhất định sẽ như thực chất báo lên chuyện ngày hôm nay. Vẻ mặt Tống Hiên dữ tợn, vung tay tránh thoát Trương Huyền nâng. Như thực chất báo lên. Không sai. Tống Hiên cắn răng. Vậy được rồi, Kim Nguyên Đỉnh, giao vị tống sư này cho ngươi, chiếu cố thật tốt. Trương Huyền xua tay. Được rồi. Kim Nguyên Đỉnh cực kỳ hưng phấn, chân vạc thô to nâng lên, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ đá ra. Ngươi! Tống Huyên nhoáng một cái, theo bản năng lui về sau hai bước, đang muốn vận chuyển chân khí, cùng đối phương cá chết lưới rách, liền nghe trên bầu trời có thánh thú kêu to, vang tận mây xanh, ngay sau đó nhìn thấy một đoàn hỏa vân từ đằng xa bay tới. Là thánh thú thánh vực lục trọng, hỏa vân thánh điểu. Con người của Tống Huyên co rụt lại, nhưng nghĩ tới điều gì, cực kỳ kích động. Là, Siêu Mạn Thiên Diêu Sư của Yên Minh Đế Quốc. Siêu Mạn Thiên. Trương Huyền cau mày, Minh Lý Chi Nhãn nhúc nhích, nhìn sang phương hướng hỏa vân. Trên lưng hỏa vân thánh điểu, quả nhiên đứng một bóng người, là nữ tử, khoảng 40 tuổi, một thân tố y, dung mạo không tính quá đẹp, kém hơn Vệ Nhiễm Tuyết không ít, nhưng khí chất cao nhã, cho người ta một loại cảm giác xuất trần thoát tục, tựa như tiên tử. Nhất là huy chương danh sư trước ngực, tám ngôi sao lóe lên, dưới ánh mặt trời cực kỳ lóa mắt. Danh sư bát tinh, lại là một vị danh sư bát tinh. Cũng nói rõ, thực lực thấp nhất cũng đạt đến thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh, cường giả vô địch chân chính. Trong lúc khiếp sợ, hỏa vân thánh điểu liền đến trên đỉnh đầu, thân thể vị diêu sư này nhoáng một cái, từ trên lưng thú bay xuống, dẫm lên hư không từng bước đi tới. Tại hạ danh sư bát tinh hạ phẩm của Liên Minh Đế Quốc. Siêu Mạn Thiên, phụng lệnh tổng bộ đến đây điều tra sự tình cầu đường chủ bị giết, Thanh Nguyên Đế Quốc Ngô phó đường chủ có đó không? Còn chưa tới trước mặt, thanh âm trang nhã liền vang lên. Điều tra cầu đường chủ bị giết. Sửng sốt một chút, Trương Huyền bừng tỉnh. Mình xông đường thành công, cầu đường chủ xin tổng bộ một lần, phái chuẩn bát tinh Tống Hiên tới, về sau cầu đường chủ chết, lại chết mấy vị danh sư thất tinh, dính dáng quá lớn, Ngô sư cũng xin một lần. Lần này Tiềm Xung Đế Quốc cũng không cách nào làm chủ, bẩm báo đến Liên Minh Đế Quốc, mời vị này tới. Bởi vì chênh lệch thời gian, hai người ngồi thánh thú phi hành tốc độ đều rất nhanh, vượt qua khoảng cách ngọc bài đưa tin bình thường có thể đưa tin, cho nên ở giữa cũng không biết nhau. Danh sư thất tinh của Tiềm Xung Đế Quốc, Tống Hiên, gặp qua Diêu Sư. Tiến về phía trước một bước, Tống Hiên vội vàng ôm quyền. Danh sư chuẩn bát tinh, chỉ là thuyết pháp của dân gian. Một loại kính sợ cùng tôn trọng cường giả, trên thực tế còn thuộc về phạm chủ thất tinh, là một vị danh sư thất tinh. Lần trước ta đi Tiềm Xung Đế Quốc giảng bài, gặp qua ngươi. Siêu Mạn Thiên xoay người lại, hơi nghi hoặc. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Vết thương trên người. Lấy nhãn lực của nàng, lập tức nhìn ra dưới háng đối phương bị thương. Đường đường danh sư chuẩn bát tinh, cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, làm sao lại bị thương ở nơi này? Bẩm báo Diêu Sư. Tại hạ phụng lệnh tổng bộ, đến đây điều tra sự tình sông đường, kết quả vừa đến liền phát hiện không chỉ cầu đường chủ, Điền Thanh phó đường chủ bị người giết, ngay cả hoàng đế đế quốc Sở Thiên Hành cũng bị người chém giết.
hung thủ giết người bỏ trốn không có bắt được, bất quá đồng bọn giúp hắn hành hung không có chạy, dựa theo quy củ của danh sư đường, xử quyết ở trước mặt mọi người. Ai biết vị Trương Huyền Trương sư này, không những không tuân thủ quy định, ngược lại cướp người, phạm thượng, đánh ta trọng thương. Tống Huyền nhanh chóng nói rõ chi tiết một lần. Xin Diêu sư làm chủ. Cướp người, đả thương ngươi. Diêu Mạn Thiên nhíu mày, nhìn về phía Trương Huyền. Chương 2334, ngươi còn đang bú sữa sao? 2. Ngươi chính là Trương Huyền. Hắn nói là sự thật. Là ta cướp người, đả thương hắn là binh khí của ta, Kim Nguyên Đỉnh. Trương Huyền ôm quyền, cũng không phủ nhận. Dưới đài nhiều người tận mắt thấy như vậy, phủ nhận cũng vô dụng, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Tống sư phụng lệnh đến đây, mặc kệ thân phận ra sao cũng là đặc sứ, đại biểu tổng bộ. Không tuân theo đặc sứ phán quyết, cướp pháp trường, hơn nữa người đả thương, người có biết tội danh lớn như thế nào không? Diêu Mạn Thiên nói, Trương Huyền trước mắt này, trước khi đến nàng nghe nói, chính là vị sông đường Thanh Nguyên đế quốc thành công kia. Trẻ tuổi như vậy, khiêu chiến cả danh sư đường thành công, thiên phú cao khó có thể tưởng tượng. Nhân vật như vậy, chỉ cần không vẫn lạc, về sau tiền đồ vô lượng. Đã như vậy, sao lại làm ra chuyện lỗ mãng không khôn ngoan, tự hủy tương lai như thế? Bẩm báo Diêu sư, việc này dính dáng cực lớn, thân là danh sư thất tinh, tội danh tự nhiên biết rõ, nhưng mà làm như vậy, là bị bức ép bất đắc dĩ, không nguyện ý để danh sư đường chúng ta bị người che đậy, chịu đến chế giễu. Trương Huyền khom người. Che đậy. Diêu Mạn Thiên nghi ngờ. Vâng. Trương Huyền nhẹ gật đầu, giải thích. Điền Thanh phó đường chủ là dị linh tộc, do ý niệm của Thanh Điền nhất mạch Thanh Điền Hoàng chuyển thế thành, bản chất là dị linh tộc. Cùng Trung Thanh Vương, Thanh Nguyên Hoàng đế Sở Thiên Hành cấu kết, tùy ý phá hư nhân tộc yên lặng. Nói rõ sự tình Điền Thanh cùng dị linh tộc một lần. Bất quá giảm đi bộ phận liên quan tới ngoan nhân. Cái này. Nghe xong giải thích, Diêu Mạn Thiên cực kỳ khiếp sợ, nhịn không được nhìn qua. Chuyện này dính dáng cực lớn, ngươi có chứng cứ không? Dính dáng một vị phó đường chủ, cùng hoàng đế của một phong hào đế quốc, một khi xuất hiện không chính xác, toàn bộ danh sư đường sẽ mất sạch danh dự. Chuyện này đám người Ngô sư đã báo lên phân bộ liên minh, nếu như Diêu sư không tin, có thể tới liên hệ. Có thi thể của Thanh Điền Hoàng làm chứng. Trương Huyền nói, mặc dù Thanh Điền Hoàng cùng Điền Thanh đều chết, nhưng có phải ý niệm chuyển kiếp hay không, chỉ cần tổng bộ danh sư đường muốn tra, khẳng định có thể tra ra. Thấy hắn tự tin như thế, Diêu Mạn Thiên nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ liên hệ tổng bộ, hỏi thăm kỹ càng. Đúng sai, sẽ cho câu trả lời chắc chắn. Bất quá, cho dù Sở Thiên Hành có vấn đề, cũng cần trước thời hạn báo cáo tổng bộ, để danh sư đường ra tay. Học sinh của ngươi chém giết hắn, hơn nữa cùng độc sư độc choáng toàn bộ hoàng cung. Tống sư phán xử chém giết, dù có bất công, nhưng cũng vì ổn định lòng người, không phải là hoàn toàn sai. Ngươi xông lại, để vũ khí đả thương hắn, khó tránh khỏi có chút quá mức vô lễ. Mục đích của danh sư đường là vì ổn định toàn bộ nhân tộc. Đám người Tôn Cường độc choáng một hoàng cung, giết chết hoàng đế, cho dù giết là phản đồ của nhân tộc, cũng là vi phạm quy định. Thật giống như tội phạm giết người, tự có pháp luật trừng trị, cho dù lại hận, cũng không thể tự mình ra tay, nếu không ngươi cũng là phạm tội. Hiện tại bọn họ chính là như vậy. Cho dù chém giết Sở Thiên Hành là chuyện tốt, vẫn không hợp quy củ, vì ổn định lòng người, chém giết bọn hắn, có chút bất công, nhưng cũng không tính là gì. Kết quả, người một danh sư thất tinh xông lại đánh đặc sứ. Tội danh phạm thượng cũng không nhỏ. Diêu sư, Trương Huyền này cậy tài khinh người, không chỉ vô lễ, càng xem kỷ luật như không, căn bản không có quy củ của danh sư đường, nhất định phải nghiêm trị, nếu không làm sao phục chúng. Nghe được Diêu sư nói đỡ cho hắn, Tống Huyền cắn răng. Thân phận nam nhân bị phế, đổi lại ai cũng không đội trời chung. Im miệng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Trương Huyền sầm mặt lại. Ngươi. Tống Huyền tức thiếu chút nữa nổ tung. Diêu sư không có để ngươi nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng vào. Đối mặt danh sư bát tinh, tùy ý ngắt lời, ngươi đây là lễ độ. Đánh gãy đối phương, Trương Huyền phất tay. Ta. Sắc mặt Tống Huyền trắng nhợt. Diêu sư không có để hắn nói chuyện, tùy tiện ngắt lời, quả thực là đại bất kính. Thấy hắn không lời nào để nói, Trương Huyền không để ý, tiếp tục ôm quyền. Diêu sư, chuyện này, cũng không phải như Tống sư nói, mà là có ẩn tình khác.
vừa rồi Tống Sư luôn miệng nói Tôn Cường hợp tác độc sư của Độc Điện đánh lén Hoàng Thành. Trên thực tế, đám người Hứa Du trưởng lão, sớm đã không phải độc sư của Độc Điện, mà là chiến sư của chiến sư đường. Chiến sư, không sai, trước kia đám người Hứa Du trưởng lão là độc sư, nhưng một lòng hướng thiện, đã bị chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc hợp nhất, chuyện này sớm đã trình lên tổng bộ chiến sư đường, tân nhiệm chiến tử cũng đã đồng ý, chuyện này có thể đi tra. Trương Huyền Nghĩa chính ngôn từ. Chiến tử là Trịnh Dương, có đồng ý hay không, chuyện một câu nói của hắn mà thôi, lại nói, đám người Hứa trưởng lão gia nhập chiến sư đường, quả thực đã báo lên, hơn nữa đạt được phê chuẩn. Sớm đã không còn là độc sư, mà là chiến sư chân chân chính chính của chiến sư đường. Ồ! Diêu Mạn Thiên nhìn về phía Tống Hiên. Tống sư, chuyện này ngươi có điều tra không? Ta, bọn họ là gia nhập chiến sư đường. Nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, lặng lẽ luyện chế độc dược, liền chứng minh. Tống Hiên hơi đỏ mặt, vội nói. Sự tình đối phương bị hợp nhất thành chiến sư, hắn biết một chút, có điều không coi ra gì. Bản tính khó rời, thân là danh sư, lại nói ra lời này, Tống sư. Khi còn bé người bú sữa, bản tính khó rời, hiện tại có phải cũng còn bú sữa hay không? Trương Huyền hất lên ống tay áo. Chương 2335, cứu vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng 1. Ngươi làm càn. Tống Hiên tức giận sắp nổ. Danh sư chúng ta, tự thân dạy dỗ, thay đổi một cách vô tri vô giác, để cho người ta học tập kiến thức, đồng thời thay đổi tâm tính, phát triển về hướng tốt hơn. Nếu như theo lời ngươi nói, người người bản tính khó rời, vậy cần danh sư làm gì? Ngươi là đang phủ định lý niệm của Khổng sư, phủ định danh sư đường sao? Trương Huyền trách mắng. Ta không phải ý này. Thân thể Tống Hiên nhoáng một cái. Phủ định Khổng sư, phủ định danh sư đường. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám a hát. Vậy ngươi là phủ định chiến tử cùng chiến sư đường, cảm thấy quyết định của bọn hắn sai lầm. Trương Huyền nói tiếp. Ta, cũng không phải ý tứ này. Tống Hiên tiếp tục cắn răng. Chiến sư được danh sư đường chỉ huy, nhưng chiến tử thân phận quá cao, không phải tiểu nhân vật như hắn có thể ngông cuồng thảo luận. Vậy ý tứ là gì? Trên đời vẫn đục chỉ ta Thanh Liêm, mọi người đều say duy ta tỉnh. Trương Huyền nhìn qua. Ngươi, kìm nén đến sắc mặt đỏ lên, biết mặc cho đối phương tiếp tục hỏi, khẳng định rơi vào trong mương, Tống Hiên vội vàng nhìn về phía Diêu Mạn Thiên, ôm quyền. Diêu sư, hành động của độc sư, danh sư chúng ta đều rất rõ ràng, tu luyện công pháp ác độc không nói, thậm chí sử dụng máu người, mạng người nuôi cổ. Tàn nhẫn đến cực điểm, những người này... Mặc dù không biết loại nguyên nhân nào, bị hợp nhất vào chiến sư đường, nhưng căn cứ ta phỏng đoán, có lẽ chỉ là biến tướng giam giữ, phòng ngừa làm ác. Cũng không phải là thật thừa nhận thân phận. Công pháp ác độc. Trương Huyền nhướng mày, ngắt lời hắn. Thân là danh sư, phải nói đúng sự thật. Mở mắt nói lời bịa đặt, cố ý lừa gạt danh sư bát tinh, không biết tội danh lớn như thế nào sao. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tống Hiên cắn răng. Nói bậy. Nhìn về phía đám người Hứa trưởng lão dưới đài, thanh âm của Trương Huyền vang lên. Chư vị, xin vận chuyển công pháp của các ngươi, để vị Tống sư này nhìn một chút, có phải công pháp ác độc hay không? Vâng. Nhẹ gật đầu, chân khí trong cơ thể đám người Hứa trưởng lão vận chuyển, từng đạo khí tức phóng lên trời. Những khí tức này, đường đường chính chính, chẳng những không có âm tà cùng kỳ lạ mảy may, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp thoải mái dễ chịu. Cái này... Tống Hiên xứng sở tại nguyên chỗ. Thân là danh sư chuẩn bát tinh, gặp qua không ít độc sư, mỗi một cái đều mang kịch độc, cho người ta một loại cảm giác âm quỷ. Những người trước mắt này, không những không có loại cảm giác kia, còn cực kỳ ấm áp. Không để ý tới hắn khiếp sợ, Trương Huyền ôm quyền. Xin hỏi Diêu sư, bọn họ tu luyện là công pháp ác độc sao? Diêu Mạn Thiên lắc đầu, nói. Chân khí của bọn họ tinh thuần thản nhiên, mang theo quang minh chi ý. Không có quan hệ gì tới ác độc. Không sai, bọn họ sớm đã vứt ác hướng thiện, trở thành một thành viên của chiến sư đường, Tống sư vẫn còn xem bọn hắn như độc sư, mở miệng một tiếng ác độc. Ta muốn hỏi một chút, như thế nào là ác độc? Là ngươi chủ quan nói ra sao? Trương Huyền nhìn chằm chằm Tống Hiên, một bước cũng không nhường. Ta, thân thể Tống Hiên run lên, không biết trả lời như thế nào. Thời điểm bắt đám người Hứa trưởng lão, bọn hắn không có phản kháng, cho nên hắn không biết độc sư cũng có thể tu luyện ra công pháp đường đường chính chính như vậy. Cho dù công pháp tu luyện của bọn họ không âm quỷ,
nhưng ra tay độc choáng toàn bộ hoàng cung, đây là sự thật, người nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào sửa đổi. Qua một hồi thật lâu, lúc này mới khôi phục lại. Đã nói như vậy, vậy ta liền nói rõ chi tiết, để ngươi hết hy vọng. Bàn tay lớn vẫy một cái, Trương Huyền nhìn về phía danh sư Bát Tinh. Siêu sư, ta sẽ nói chân tướng chuyện này, sau đó ngươi giúp ta cùng mọi người phân xử. Mời nói. Siêu Mạn Thiên gật đầu. Là như vậy, Thanh Điền Hoàng của Thanh Điền Nhất Mạch, không chỉ tu vi cao thâm, thực lực phi phàm, càng là một vị vu hồn sư lợi hại. Có một loại bí pháp đặc thù có thể bắt hồn phách người. Nói cách khác, mặc kệ thực lực ngươi ra sao, chỉ cần không có vượt qua đối phương, hơn nữa ở trong phạm vi nhất định. Linh hồn liền có thể bị nhẹ nhõm bắt giữ, luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng tu luyện. Bắt giữ linh hồn, luyện hóa. Không sai. Cổ tay khẽ đảo, một cái tế đàn xuất hiện ở trước mắt, rơi vào trên mặt đất, Trương Huyền nói. Đây chính là một cái trận pháp hắn sử dụng, nếu như Diêu sư không tin, có thể nhìn một chút. Chính là tế đàn dùng để bắt giữ Thanh Điền Hoàng kia. Những bí văn này, nhìn kỹ một vòng, vẻ mặt của Diêu Mạn Thiên càng ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua loại tế đàn này, nhưng vu hồn sư kỳ lạ khó lường, dựa vào thôn phệ linh hồn người khác để cho mình tấn cấp quả thực tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó mới bị chính đạo không dung, bị danh sư Đường gạt bỏ. Dù chưa thấy qua thứ này, nhưng lấy ánh mắt danh sư Bát Tinh của nàng, có thể nhẹ nhõm nhìn ra. Đối với linh hồn có tính công kích cực lớn, một khi phối hợp phương pháp đặc thù vận chuyển, không cẩn thận, thật có thể rút linh hồn của người ra ngoài. Không sai, loại phương pháp này, nói thật, không chỉ Thanh Điền Hoàng có, Sở Thiên Hành hiệu chung với hắn cũng học được. Chương 2336, cứu vạn dân tại dầu sôi lửa bỏng 2. Trương Huyền tiếp tục nói, Sở Thiên Hành cũng có thể là vu hồn sư. Siêu Mạn Thiên cau mày. Vâng, Trương Huyền gật đầu. Có chứng cứ không? Siêu Mạn Thiên nói. Học tập thủ đoạn vu hồn, hiệu chung dị linh tộc, tội danh rất lớn, Sở Thiên Hành đã chết, nhưng không có chứng cứ, vẫn tương đương với phỉ báng. Muốn chứng minh cực kỳ đơn giản, Bạch trưởng lão, làm phiền đi mang thi thể của Trần Chiết, Cẩu Đường chủ, cùng mấy vị danh sư thất tinh tới. Vẻ mặt Trương Huyền không thay đổi, quay đầu phân phó. Vâng. Dưới đài cao, một vị trưởng lão của danh sư Đường xoay người đi ra ngoài. Vị này từng theo hắn đi tiểu viện của Trần Chiết, bắt Điền Thanh phó đường chủ, đã sớm nhận biết. Thời gian không dài, Bạch trưởng lão lần nữa trở về, cổ tay khẽ đảo, một loạt thi thể rơi trên mặt đất. Biết quan hệ trọng đại, những thi thể này đã được danh sư Đường xử lý đặc thù, cho dù qua nhiều ngày như vậy, vẫn sinh động như thật, không khác lúc vừa mới chết. Siêu sư có thể cẩn thận kiểm tra, nhìn điểm giống nhau của những thi thể này một chút. Trương Huyền vẫy vẫy tay. Đi lên phía trước, Siêu Mạn Thiên cúi đầu nhìn sang, càng xem lông mày nhăn càng chặt. Những thi thể này, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại, từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ vết thương, nhưng linh hồn đã biến mất, hoàn toàn biến mất. Đây đều là linh hồn bị giết mà chết. Xem xong, Siêu Mạn Thiên nói. Đây đều là linh hồn bị câu bắt, gạt bỏ mà chết. Hơn nữa, những danh sư thất tinh này, trước khi chết đều có một đặc thù, từng có tiếp xúc với Sở Thiên Hành. Điểm ấy có thể ở danh sư Đường thẩm tra. Trương Huyền tiếp tục nói. Sở Thiên Hành từng tới thăm Trung Thanh Vương, cùng những người này có tiếp xúc, trước đó không cảm thấy cái gì. Sau khi biết hắn hiệu Trung Ngoan Nhân, đoán ra vấn đề liền đơn giản. Không có môi giới, cho dù Ngoan Nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm liền gạt bỏ người, sở dĩ có thể làm được, hẳn là những danh sư này tiếp xúc Sở Thiên Hành, đồng thời đưa tới mỹ tử mỹ thực cho đối phương. Ta có thể chứng minh, đêm hôm đó, Sở Thiên Hành tới thăm Trung Thanh Vương, mang theo rất nhiều rượu ngon cho mọi người uống. Ta cũng có thể chứng minh, mỗi nói một câu, đều có thể dùng thân phận danh sư thề. Vừa dứt lời, dưới đài có không ít danh sư hô lên. Lúc đó Sở Thiên Hành cực kỳ niềm nở, không ít người ký ức vẫn còn mới mẻ. Người ý tứ, là Sở Thiên Hành này sử dụng bí pháp, giết chết nhiều danh sư như vậy. Nghe nhiều người chứng minh. Siêu Mạn Thiên biết không có khả năng là giả, nghi ngờ nhìn qua. Cho dù không phải hắn làm, tất nhiên cùng hắn có quan hệ cực lớn. Trương Huyền nói tiếp, mặc dù ta cùng Ngô Sư suy đoán ra hắn có vấn đề, nhưng không dám động thủ, bởi vì một khi chém giết hắn, Thanh Điền Hoàng núp ở đầm lầy Tề Bắc tất nhiên sẽ bỏ trốn, lại muốn tìm kiếm liền khó khăn.
cho nên hai người chúng ta lấy danh nghĩa bế quan, lặng lẽ tập hợp 9 vị cao thủ, đi tới đầm lầy chém giết đối phương, dù nguy hiểm tầng tầng, nhưng cuối cùng may mắn thành công. Chuyện này, trước đó ta đã nói. Siêu Mạn Thiên gật đầu. Chuyện này vừa rồi đã nói tỉ mỉ. Mặc dù chúng ta đi bí ẩn, nhưng làm hoàng đế một nước, mấy ngày sau vẫn như cũ phát hiện không đúng. Đoán chừng cũng suy đoán ra mình bị lộ, ý định chó cùng rứt dậu. Chó cùng rứt dậu. Không sai, căn cứ suy đoán của ta, Sở Thiên Hành vô cùng có khả năng sử dụng bí pháp bắt giữ linh hồn này, hiến tế toàn bộ sinh linh của Thanh Nguyên Thành, giúp mình tăng cao tu vi. Một lần giết chết nhiều cường giả như vậy, không thể nào làm được, nhưng chỉ hạn chế người thánh vực trở xuống, đột sát mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn hẳn không khó lắm. Một khi thành công, cả đế đô sẽ sinh linh đổ thán, biến thành nhân gian địa ngục. Trương Huyền nói, trong thanh âm mang theo trách trời thương dân. Trương Sư có ý tứ là, Sở Thiên Hành muốn giết chết toàn bộ thánh vực trở xuống ở Thanh Nguyên Thành. Cái này sao có thể? Không có điên cuồng như vậy à? Thanh âm của Trương Huyền không có che lấp, dưới đài lập tức xôn xao, tất cả mọi người không dám tin tưởng. Tin tức này quả thực quá kinh người, vượt ra khỏi tưởng tượng. Phản bội nhân tộc, kết quả là gì, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, mọi người đều biết. Một khi vạch trần, sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ đại lục, sống không bằng chết. Làm ra bất luận sự tình gì cũng có thể. Trương Huyền khẽ nói. Cái này. Đám người trầm mặc. Sinh tử trước mặt, không có người có thể duy trì tâm tính, ai cũng không cách nào xác nhận sẽ làm ra cái gì. Nguyên nhân chính là như thế, trước khi xuất phát, ta đặc biệt dặn dò Tôn Cường, Lưu Dương, cùng đám người Hứa trưởng lão, chỉ cần xuất hiện biến cố, dù bốc lên bị hiểu lầm thanh danh, cũng phải cứu chúng sinh. Đây là nghĩa vụ của danh sư chúng ta. Cho nên, lúc này mới có sự tình Lưu Dương lẫn vào Hoàng Cung, làm bộ bị bắt, Tôn Cường cùng đám người Hứa trưởng lão độc choáng tất cả hộ vệ. Nhìn như lỗ mãng, lại là phương pháp giải quyết vấn đề tốt nhất, đã có thể giảm bớt ảnh hưởng, lại có thể cứu người. Bởi vậy, ta cảm thấy bọn họ không những vô tội, còn có công cứu người. Công thần như vậy, bị Tống Sư không phân biệt xanh đỏ trắng đen, phán xử chém giết, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Thật muốn mặc kệ phát sinh, công bằng của danh sư đường ở đâu? Danh dự ở đâu? Trương Huyền càng nói càng kích động, nổi giận đùng đùng, thanh âm vang vọng cả đế đô. Ây! Nghe những lời này vào trong tai, đám người Hứa trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Cứu vạn dân ở trong dầu sôi lửa bỏng. Làm sao, đột nhiên chúng ta vĩ đại như vậy nhỉ? Vị trương sư kia nói những thứ này. Sao chúng ta hoàn toàn không có ấn tượng gì nhỉ? Chương 2337, thẹn quá thành giận một. Mọi người cầm độc dược trong tay, một đêm mê choáng cả hoàng cung, trên vạn người, không có chút năng lực phản kháng, mặc dù là vì cứu người, Sở Thiên Hành cũng trừng phạt đúng tội. Nhưng thực sự quá kinh thế hãi tục. Không phải cứu người, mà là giết người. Ai có thể chống cự? Tin tức truyền ra, tất nhiên người người cảm thấy bất an, phong hào đế quốc khác hoảng sợ không chịu nổi, hận không thể giết cho thống khoái. Nguyên nhân chính là như vậy, Tống Huyên phán xử đám người tử hình, không có quá nhiều chần chừ, ngay cả trong lòng Diêu Mạn Thiên cũng ngầm đồng ý, cảm thấy không thương tổn phong nhã. Tâm cảnh của Trương Huyền đạt tới 25.1, hiểu rõ thế sự, nhìn lo lắng cùng ý nghĩ của bọn họ ở trong mắt, rõ rõ ràng ràng, biết nếu như không có lý do thích hợp, cho dù nói khá hơn nữa, cũng khẳng định khó thoát kết cục tử hình. Cho nên, trước cho đám người Hứa trưởng lão một cái thân phận chính thức, sau đó lại an bài cho Sở Thiên Hành cái tội danh có lẽ có. Như vậy, bọn họ cũng không phải lỗ mãng động thủ, mà là chiến sư đường phối hợp danh sư, có mục đích có kế hoạch cứu người. Phong hào đế quốc khác biết những chuyện này, tất nhiên sẽ không nhiều lời, cũng sẽ không đi lo lắng cái gì. Nhưng ý nghĩ này, những người khác không nghĩ ra được, Hứa trưởng lão sửng sốt một chút, lập tức rõ ràng, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, cực kỳ bội phục. Thời gian ngắn như vậy liền phân tích ra tâm lý của Tống Sư, Diêu Sư, biết ý nghĩ của danh sư đường cùng toàn bộ Thanh Nguyên Thành, đồng thời tìm ra lý do thích hợp nhất, vừa đập vừa cào, một chiêu giải quyết vấn đề. Chỉ chiêu này, là không biết bao nhiêu người làm không được. Phản ứng nhanh chóng, suy nghĩ nhạy bén, có thể nói kinh khủng. Ta thế nào cảm giác, vị này mới thật sự là ân công nhỉ. Lần nữa nhìn Trương Huyền một cái. Lại nhịn không được nhìn về phía Tôn Cường cách đó không xa, Hứa trưởng lão nói thầm. Vị ân công cứu bọn họ kia, gặp được sự tình chính là như vậy, có được phản ứng cùng năng lực vượt qua người thường,
cơ trí thông minh, làm bất cứ chuyện gì cũng không chút hoang mang, nhưng tên mập mạp cùng bọn hắn chung một chỗ bị bắt kia. Hoàn toàn khác biệt. Mập mạp Tôn Cường này, hình như chỉ biết ăn, thì tương đối lười, có vẻ như thật không có phát hiện quá nhiều ưu điểm AH. Cực kỳ nghi ngờ, đang muốn thăm dò một chút, chỉ thấy mập mạp Ân Công ở cách đó không xa bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước. Diêu sư, tại hạ là Tôn Cường phải bị chém đầu kia. Thanh âm vang vang, Tôn Cường chắp hai tay sau lưng, thần thái ngạo nghễ, đồng thời thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Chuyện này, chúng ta không muốn nói ra, là sợ gây ra náo động, làm cho tất cả mọi người khủng hoảng, thiếu gia đã nói, vậy ta liền thừa nhận. Ta cùng Lưu Dương thiếu gia, sở dĩ chém giết Sở Thiên Hành, chính là nhìn thấy hắn đang làm ác, ý định tế tự cả đế đô. Mặc dù chúng ta không có thực lực, danh khí cũng không hiện, nhưng nếu như có thể dùng mạng của mình, đổi cả thành trì được sống, có chết cũng vinh dự. Nói xong, Tôn Cường đi tới trước mặt mọi người, lưng eo thẳng đứng, một bộ vì nhân tộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ anh dũng hy sinh, không cần người lý giải. Thì ra là thế. Hắn là vì cứu chúng ta. Buồn cười chúng ta còn tưởng rằng, hắn là loạn thần tặc tử. Sở Thiên Hành đầu nhập vào dị linh tộc, còn muốn tế tự toàn bộ chúng ta, tội không thể tha. Tận mắt nhìn thấy mới biết được Tôn Cường cùng những độc sư này, không, là chiến sư, vĩ đại dường nào, chúng ta đều trách oan bọn họ. Nghe được giải thích, lại tận mắt thấy sống lưng thà chết chứ không chịu khuất phục của Tôn Cường, tình nguyện bị giết, cũng không nguyện ý để đám người khủng hoảng. Mọi người đều cực kỳ cảm động. Rất nhiều danh sư của danh sư đường càng xấu hổ. Mặc dù là danh sư, nhưng so với những người này, còn kém quá nhiều. Cái này... Khóe miệng của Hứa trưởng lão lần nữa co lại. Đang làm điều ác, rõ ràng là trong lúc vô tình đánh chết được không? Hơn nữa mấu chốt nhất là, ngươi còn muốn cầm đao thiến người ta. Làm ác chính là ngươi, lúc nào biến thành Sở Thiên Hành. Mấu chốt nhất là, ngươi chữ ăn là ngủ, lúc nào anh dũng hy sinh. Bất quá, điểm ấy lại có chút tương tự ân nhân. Xoa xoa mi tâm, Hứa trưởng lão cũng phân không rõ. Trước đó hoài nghi. Vị Trương Huyền Trương sư này có thể là ân nhân chân chính, nhưng nhìn thấy thần thái này của Tôn Cường. Lại có chút tương tự ân nhân, để hắn phân biệt không ra. Cái tên này, chỉ biết trang bức. Cùng Hứa trưởng lão ý nghĩ khác biệt, thấy Tôn Cường lao ra, biểu hiện bộ dáng này, Trương Huyền nhìn không được xoa xoa mi tâm, không còn gì để nói. Nếu có một nửa khiêm tốn của ta liền tốt. Hắn bất kể làm chuyện gì, đều nghĩ tới là, có thể không phiền phức liền không phiền phức. Có thể khiêm tốn liền khiêm tốn. Cái tên này ngược lại tốt, chỉ muốn danh tiếng. Thật không biết học từ ai. Bất quá, như vậy cũng tốt. Chỉ cần tạo thành dư luận, chẳng khác nào hóa giải sự tình, cho dù Diêu sư cảm thấy chuyện không thích hợp, ở trước mặt dân tâm, dân ý, khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Mấu chốt nhất là, hoàng đế một đế quốc phản bội, đối với danh dự của danh sư đường cũng có tổn thương rất nặng, làm như vậy chẳng khác nào danh sư đường nắm chí châu. Sớm biết Sở Thiên Hành làm ác, sớm chuẩn bị, không chỉ danh dự không tổn hại, còn có thể lần nữa cất cao một cấp bậc, để cho người ta càng thêm kính nể. Loại tình huống này, chỉ cần không ngốc, khẳng định sẽ trực tiếp đáp ứng, không cần nghĩ nha. Quả nhiên, ý nghĩ còn không có kết thúc, liền thấy Diêu Mạn Thiên ở cách đó không xa nhẹ gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua. Không nghĩ tới Sở Thiên Hành làm nhiều việc ác như vậy. Chuyện đã tra ra manh mối, ta sẽ bẩm báo tổng bộ. Ban thưởng chư vị thật tốt, bù đắp sai lầm trước đó. Diêu sư, nghe được nàng phán quyết như vậy, sắc mặt của Tống Hiên trắng nhợt. Chuyện này, ta cảm thấy còn có kỳ lạ, cần cẩn thận điều tra. Xác định như vậy, chẳng khác nào nói hắn làm việc bất lợi, vu hãm trung lương. Chỉ tội danh này, chỉ sợ về sau sẽ không cách nào xoay người. Đủ rồi. Diêu Mạn Thiên sầm mặt lại, vung tay áo một cái. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Thân là danh sư chuẩn bát tinh, không hảo hảo điều tra rõ ràng, liền trực tiếp xét xử, suýt chút nữa để trung lương thất vọng đau khổ. Về sau làm sao xứng đáng quyền lực mà danh sư đường trao cho ngươi? Chương 2338, thẹn quá thành giận 2. Ta, thân thể Tống Hiên run lên. Được rồi, lần này ngươi làm việc bất lợi, ta sẽ kỹ càng báo lên tổng bộ, chờ trở về tiếp nhận xử lý đi. Diêu Mạn Thiên khoát tay áo. Đều là ngươi. Vốn cho rằng là sự tình rất nhẹ nhàng, rất đơn giản, không nghĩ tới biến thành như vậy. Tống Hiên quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, cực kỳ hận ý. Nếu không phải tên này.
chỉ cần xử lý tốt chuyện nơi đây, cho dù sẽ không một bước lên mây, cũng có thể từng bước cao thăng, thậm chí có khả năng đạt được phía trên ban thưởng, đột phá xuất khiếu cảnh ràng buộc, xung kích lĩnh vực cảnh thành công. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều biến thành bọt nước. Mấu chốt nhất là, còn bị ở trước mặt mọi người đánh mặt, đồ chơi kia cũng phế bỏ. Cựu hận có thể nói đã không đội trời chung. Cổ tay khẽ đảo, huy chương danh sư rơi vào lòng bàn tay, ngón tay điểm một cái, một giọt máu tươi lơ lửng ở phía trên. Ngay sau đó một âm thanh vang dội, vang vọng toàn thành. Trương Huyền, giật dây nhiều danh sư như vậy ra tay với ta, nhục tôn nghiêm của ta, càng để binh khí của mình đánh phế ta. Tống Hiên ta lấy danh nghĩa danh sư thất tinh, xin tổng bộ cho danh sư khiêu chiến, hiện tại tiến hành. Ngươi có dám đáp ứng? Lập tức, trên huy chương có một đạo quang mang bay về phía bầu trời. Tống Hiên, ngươi thật to gan. Không nghĩ tới tên này không cam tâm bị phạt, còn đưa ra danh sư khiêu chiến, vẻ mặt của Diêu Mạn Thiên âm trầm xuống. Giữa danh sư, có mâu thuẫn không giải quyết được, có thể xin danh sư khiêu chiến, thông qua huy chương có thể báo loại ý nguyện này lên tổng bộ, sau đó tổng bộ căn cứ thực lực cụ thể của người ngươi muốn khiêu chiến, tiến hành phán quyết. Đây là phương pháp giải quyết ân oán của danh sư tốt nhất, một khi hai bên đồng ý, cho dù nàng là danh sư bát tinh, cũng không có cách nào ngăn cản. Làm sao không dám, ta đáp ứng. Trương Huyền gật đầu, cưỡng ép từ trong tay đối phương cướp người, càng nói hộc máu, không làm được nam nhân. Hơn nữa ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu như Tống Hiên này nuốt được, hắn mới giật mình. Xuất hiện loại kết quả này, hoàn toàn ở trong dự liệu. Trương Sư, Siêu Mạn Thiên vội vàng nhìn qua, muốn khuyên can, có điều hắn mới vừa đáp ứng, bên danh sư đường liền có cảm ứng. Ầm ầm, cách đó không xa, trên danh sư tháp, một đạo quang mang lấp lánh bay ra, thời gian nháy mắt ở trên không trung tạo thành hai chữ lớn đồng ý. Tống Hiên, mặc dù là danh sư chuẩn bát tinh, trên thực tế cũng ở trong phạm trù thất tinh, còn là danh sư thất tinh, Trương Huyền vừa mới xông đường thành công, uy thế đang nồng. Bởi vậy, tổng bộ trải qua phán định, hai người có lực đánh một trận. Dám đáp ứng liền tốt. Thấy đối phương không chần chờ đáp ứng, Tống Hiên có chút ngoài ý muốn, cắn răng. Ta đưa ra khiêu chiến, hạng mục tỉ thí có thể do ngươi tới định. Hắn đưa ra khiêu chiến, tự nhiên phải do đối phương tới chọn nội dung tỉ thí, mới có vẻ công bằng. Để ta tới định, tốt. Biết quy củ khiêu chiến, Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Ta khiêu chiến sư Ngôn Thiên Thụ. Tâm cảnh khắc độ của hắn đã sớm đạt đến tiêu chuẩn danh sư bát tinh, lại thêm ưu thế của thiên nhận danh sư, khiêu chiến sư Ngôn Thiên Thụ mà nói, đừng nói tên này không cách nào chống lại, ngay cả danh sư bát tinh bình thường, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Tên này đã muốn tìm kích thích, cũng không có gì cần xoắn suýt. Nghiền ép là được. Sư Ngôn Thiên Thụ. Lông mày nhảy một cái. Đối phương xông đường, làm cho cả danh sư đường cam tâm bái sư. Hắn đã sớm nghe nói. Tâm cảnh khắc độ tuyệt đối so với hắn chỉ mạnh không yếu. Lựa chọn cái này mà nói, vô cùng có khả năng bị nghiền ép. Bất quá hắn là cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong, trải qua 4 lần lôi kiếp, nguyên thần mạnh mẽ, tâm cảnh trầm ổn, tu vi của đối phương chỉ là thai anh cảnh đỉnh phong. Chỉ cần sớm chuẩn bị, lựa chọn phương pháp tỉ thí kỹ càng, có lẽ cơ hội chiến thắng rất lớn. Tốt, ta đáp ứng, có điều nội dung cụ thể ta tới định. Tỉ thí sư Ngôn Thiên Thụ. Có rất nhiều loại, đối phương xác định hạng mục tỉ thí, nội dung lại do hắn tới quyết định. Đương nhiên, Trương Huyền khoát tay áo, cũng không nhiều lời. Quản cái nội dung gì, sư Ngôn Thiên Thụ, hắn còn không có sợ qua ai. Vậy tốt, Tống Hiên nhìn về phía Diêu Sư, hai tay ôm quyền. Xin hỏi Diêu Sư, có thể mượn dùng thiên âm bút của ngươi một chút hay không? Thiên âm bút, Diêu Mạn Thiên sửng sốt một chút, lập tức sầm mặt lại. Chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến khó khăn nhất trong sư Ngôn Thiên Thụ? Sư tự thiên âm. Chương 2339, sư tự thiên âm 1. Không sai. Ánh mắt phát lạnh, Tống Hiên cắn chặt hàm răng. Sư tự thiên âm. Trương Huyền sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nhìn qua tất cả thư tịch của danh sư đường, đối với loại này tỉ thí, đã biết rất rõ ràng. Sư Ngôn Thiên Thụ bình thường, là tìm số lượng tu luyện giả nhất định. Trong thời gian hạn định giảng bài, dò xét độ thân thiện càng cao, thành tích càng tốt. Sư tự thiên âm, nguyên lý không kém nhiều, chỉ bất quá mượn một loại đạo cụ gọi thiên âm bút mà thôi. Thiên âm bút, không phải thánh khí, cũng không phải linh khí,
mà là một loại pháp bảo đặc thù hun đúc ý niệm của danh sư, có thể phân biệt ngôn ngữ của danh sư, một khi phù hợp đại đạo áo nghĩa, hơn nữa sửa cũ thành mới, liền sẽ tự động ghi chép lại. Tu luyện giả khác, quan sát nó ghi chép lại văn tự, đồng dạng có thể đưa đến hiệu quả như tự mình lắng nghe sư ngôn thiên thụ, từ đó tăng tốc tu luyện. Đương nhiên, loại quan sát này, một lần qua đi, chữ viết sẽ hoàn toàn biến mất. Nên là tỉ thí khó khăn nhất trong sư ngôn thiên thụ, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thiên âm bút hùn đúc ý niệm của danh sư, sư ngôn thiên thụ bình thường đối với nó mà nói, đã nhìn lắm thành quen, muốn để nó động, truyền thụ kiến thức, tất nhiên phải suy nghĩ khác người, không giống bình thường. Thứ hai, tiêu hao rất nhiều tâm cảnh, vượt xa giảng bài cho danh sư, dưới tình huống bình thường, để hắn viết một chữ, liền có thể tiêu hao một tâm cảnh khắc độ của danh sư. Bởi vậy chỉ hai điểm này, liền không biết làm khó bao nhiêu danh sư, rất nhiều danh sư thất tinh đỉnh phong, bài giảng qua đi, thiên âm bút không động chút nào, thậm chí danh sư chuẩn bát tinh 10 chữ cũng là cực hạn, hầu như không có người có thể phá vỡ. Sư tự thiên âm, mỗi tiến hành một lần, đối với tâm cảnh có tổn hại rất lớn, người khẳng định muốn tỉ thí cái này. Nghe được tỉ thí lại là cái này, vẻ mặt của Diêu Mạn Thiên khó coi, để thiên âm bút tự động viết, tâm cảnh tiêu hao rất nhiều, hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến tâm cảnh sụp đổ, nhiều năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, bởi vậy loại tỉ thí này, không chỉ khó, càng thêm nguy hiểm. Vâng, ánh mắt Tống Hiên kiên định. Cái này, Diêu Mạn Thiên dừng lại một chút, nhìn về phía Trương Huyền. Trương Sư, ý kiến của ngươi như thế nào? Nếu như cảm thấy quá khó, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Nói xong lặng lẽ truyền âm. Tống Hiên chuyên môn học qua sư tự thiên âm, từng sáng chế thành tích 8 chữ. Ngươi chưa hề tiếp xúc qua thiên âm bút, thực sự không được, cứ cự tuyệt thẳng, đổi một phương pháp tỉ thí. Để thiên âm bút động, chưa hề thử qua, không biết quy củ, hầu như không có người có thể thành công. Tống Hiên dám khiêu chiến, là bởi vì Tiềm Xung đế quốc nắm giữ thiên âm bút, hơn nữa còn sáng chế qua thành tích 8 chữ. 10 chữ, là cực hạn của danh sư chuẩn bát tinh, có thể đạt tới 8 chữ, cho dù ở Tiềm Xung đế quốc, cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Có thể nói, khiêu chiến cái này, đối với hắn cực kỳ có lợi, mà đối với Trương Sư, độ khó liền lớn. Không cần, liền cái này đi. Biết đối phương là hảo ý, nhẹ gật đầu, ngỏ ý cảm ơn, Trương Huyền mỉm cười. Sư tự thiên âm mà thôi, mặc dù không tiếp xúc qua, cũng không tính quá khó. Được. Thấy hắn đáp ứng, biểu lộ không quan tâm, Diêu Mạn Thiên lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, một cây bút lông kim sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người. An tĩnh lơ lửng giữa không trung. Bút dài hơn một thước, mặt ngoài không mực, thần thức đảo qua, cho người ta một loại cảm giác khí thức đặc thù của danh sư, sinh ra cảm giác áp bách nhàn nhạt. Đây là thiên âm bút, các ngươi ai tới trước? Ngón tay điểm một chút, bút lông an tĩnh lơ lửng ở giữa hai người, không nhúc nhích. Tỉ thí là do Tống sư nói ra, liền để hắn bắt đầu đi. Trương Huyền khiêm nhượng nói. Phương pháp tỉ thí sư tự thiên âm, hắn nhìn qua ghi chép. Nhưng chưa hề tự mình thử qua, quy tắc cụ thể cũng không rõ ràng, cho đối phương tới trước, cũng tiện quan sát một chút, trước thời hạn có cái phán đoán. Được, cũng không cự tuyệt, Tống Hiên đi tới trước mặt, nhíu mày, miệng bắt đầu chuyển động. Không có phát ra âm thanh, mà là chân khí truyền âm. Sử dụng truyền âm, sư ngôn thiên thụ có thể càng thêm chủ đích, không cần quá mức lãng phí. Lại càng dễ để thiên âm bút động. Sợ Trương Huyền không hiểu. Diêu Mạn Thiên lặng lẽ truyền âm. Trương Huyền gật đầu. Giảng bài cho một người, cùng giảng bài cho một đám người, là hai loại khái niệm. Giống như khóa ngoại phụ đạo, lão sư một chọi một, hiệu quả phụ đạo sẽ càng tốt, một đối nhiều, không cách nào chăm sóc, hiệu quả rất kém. Truyền âm qua, có tính nhắm vào, tránh lực lượng phân tán, uy lực càng lớn. Miệng lúc mở lúc đóng, Tống Hiên không ngừng nói chuyện, rất nhanh, trên đầu toát ra mồ hôi. Bất quá, bút lông trước mắt lại không nhúc nhích, như đóng ở trên không. Thần thức của Trương Huyền lan tràn, cảm giác vị tống sư này nương theo giảng bài, tâm cảnh khắc độ nhanh chóng hạ thấp. Hô! Không biết qua bao lâu, bút lông một mực yên lặng đột nhiên lắc lư, nhẹ nhàng xoay một cái, một chữ đại xuất hiện ở trên không trung. Hư không lâm thư. Không phải là văn tự quen thuộc, cũng không phải của dị linh tộc cùng thú tộc, mà là một loại kiểu chữ chưa từng thấy qua. Mặc dù không nhận ra là cái gì, nhưng chỉ nhìn lên, dường như có thể rõ ràng ý tứ muốn biểu đạt, chân khí trong cơ thể sẽ tùy theo nhảy lên, dựa theo phương thức của đối phương tu luyện.
Chương 2340, Sư tự thiên âm 2. Thần thức đảo qua, liền có thể học tập, có điều, chỉ cần quét một lần, chữ viết sẽ biến mất. Siêu mạn thiên truyền âm. Sư tự thiên âm, là một loại sư ngôn thiên thụ, có thể khiến người ta tự động vận chuyển chân khí, chỉ cần thần thức tiếp xúc, liền có thể không bị khống chế tu luyện, bất qua thứ này là một lần duy nhất, bất kể công pháp thần kỳ bao nhiêu, cũng chỉ có thể cho một người xem một lần. Có thể nói, thứ này là lưu trữ sư ngôn thiên thụ, có thể tùy thân mang theo, thậm chí đưa tặng. Nguyên nhân chính là như vậy, cực kỳ chân quý, trên cơ bản là có tiền mà không mua được, mua cũng không mua nổi. Xuất hiện chữ thứ nhất, mồ hôi lạnh trên đầu Tống Hiên càng ngày càng nhiều, ngay sau đó xuất hiện chữ thứ hai, chữ thứ ba, chữ thứ tư. Nương theo số lượng chữ càng ngày càng nhiều, vẻ mặt càng ngày càng trắng xám, tựa hồ tâm cảnh đã xuất hiện tiêu hao. Danh sư chuẩn bát tinh tâm cảnh ở 23 trở lên, nhiều khắc độ như vậy, không có khả năng một lần tiêu hao sạch sẽ, thật làm như vậy, sẽ dẫn đến tâm linh sụp đổ, sinh ra vô số tâm ma, khó có thể khống chế. Tình huống bình thường, đạt tới 15 trở xuống, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Minh lý chi nhãn vận chuyển, Trương Huyền cẩn thận quan sát, nương theo chữ càng ngày càng nhiều, thân thể Tống Hiên lay động càng kịch liệt, nguyên thần tựa hồ cũng có xu thế sụp đổ. May mắn là vượt qua 4 lần lôi kiếp, hồn phách mạnh mẽ, nếu không chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi. 6, 7, 8, đã 8 chữ, đạt đến ghi chép lúc trước hắn sáng tạo ra. 10 phút đồng hồ qua đi, trên không đã xuất hiện 8 chữ, an tĩnh lơ lửng, lóe ra chói lọi đặc thù. 8 chữ là thành tích tốt nhất của Tống Hiên, có thể làm được điểm ấy đã cực hạn, cả người không ngừng lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống, vẻ mặt biến thành giống như giấy trắng. Không có một chút huyết sắc. Tiếp tục nữa có thể sẽ có tổn thương cực lớn với thân thể. Nhìn hắn vẫn không có ý tứ dừng lại, tiếp tục truyền âm cho bút lông, Trương Huyền nhíu mày. Bất kể là sư ngôn thiên thụ hay tu luyện, đều phải lượng sức mà đi, vượt qua cực hạn của thân thể, sẽ tạo thành thương thế không vãn hồi được. Hắn là y sư thất tinh đỉnh phong, rất hiểu thân thể, tiếp tục kiên trì như vậy, có lẽ có thể vượt qua cực hạn, đạt tới thành tích trước kia làm không được. Nhưng tổn thương với thân thể là mãi mãi, nhất là trên tâm cảnh, rất có thể dẫn đến về sau không cách nào tiến bộ. Đối với danh sư mà nói, tâm cảnh không cách nào tiến bộ, chẳng khác nào cả đời dừng bước ở chuẩn bát tinh, không cách nào đặt chân cảnh giới cao hơn. Hô, hô, hô. Dù vẻ mặt khó coi, nhưng Tống Hiên vẫn không có ý tứ dừng lại, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa như trở nên già nua hơn mấy phần. Dầm. Bút lông ở trên không trung lắc lư một cái, viết ra một chữ cuối cùng. Bành! Làm xong cái này, Tống Hiên cũng giống như dùng hết tất cả khí lực, ngã trên mặt đất, mắt tối sầm lại, ngất đi. Ai, tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Thấy đối phương vì chiến thắng, tiêu hao tất cả lực lượng, tinh thần không chịu nổi rơi vào hôn mê, Trương Huyền cười khổ lắc đầu. Trả giá đánh đổi như thế, chỉ vì giận dỗi. Cái tên này thật là cố chấp. Đi tới trước mặt. Ngón tay ở trên huyệt vị của đối phương điểm hai lần, một đạo chân khí lặng lẽ lan tràn ra, lúc này Tống Hiên mới chậm rãi mở mắt. Ngươi! Tống Hiên cắn chặt hàm răng, giãy giụa đứng dậy, khuôn mặt tái mét. Không cần lấy lòng, ta sẽ không cảm kích. Không cần ngươi cảm kích. Trương Huyền lắc đầu. Cứu đối phương chỉ vì đạo nghĩa danh sư, có cảm kích hay không, đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Tỉnh táo lại, nuốt vào một viên đan dược. Vẻ mặt Tống Hiên khôi phục một chút, lúc này mới nhìn về phía Diêu Mạn Thiên. Diêu sư, ta đã hoàn thành sư tự thiên âm, mong chứng kiến. Người hết thảy viết ra 9 chữ, mặc dù không có phá ghi chép cao nhất 10 chữ của danh sư chuẩn bát tinh, nhưng cũng trăm năm hiếm thấy. Diêu Mạn Thiên gật đầu. Thành tích 9 chữ, ở trong danh sư bát tinh không tính là gì, nhưng ở trong danh sư chuẩn bát tinh, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu nhất, cho dù vị đường chủ kia của Tiềm Xung đế quốc. Khả năng cũng chỉ như vậy. Đa tạ Diêu sư làm chứng. Thấy đối phương thừa nhận thành tích, trong mắt Tống Hiên hơi híp, nhìn về phía Trương Huyền. Trương sư bắt đầu đi. Được. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi đối phương thi triển sư tự thiên âm, toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với phương pháp khảo hạch sư ngôn thiên thụ, đã nắm giữ trong lòng. Rất mau tới trước mặt thiên âm bút, Trương Huyền chắp hai tay sau lưng, đồng dạng truyền âm qua, miệng há ra hợp lại. Ai cũng không biết nói thứ gì. Bút lông vốn đang lay động ở trên không trung, nương theo hắn truyền âm, thì cứng ngắc tại nguyên chỗ, hình như đóng ở phía trên.
Đã gần nửa canh giờ, tại sao không có một chút động tĩnh? Đúng vậy, sẽ không phải Trương sư nói, không hề có một chữ đạt được công nhận chứ? Như vậy, chờ gần nửa canh giờ, bút lông ở trên không một chút động tĩnh cũng không có, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi Tống sư thời ngắn dài như vậy, cũng viết ra 7-8 chữ. Vì sao hiện tại Trương sư một chút động tĩnh cũng không có? Chẳng lẽ, thất bại? Chương 2341, giả chết cái gì? 1. Trương sư chưa hề tiếp xúc qua sư tự thiên âm, không hiểu rõ tập tính của thiên âm bút, dù tâm cảnh khắc độ mạnh, chỉ sợ cũng khó mà chiến thắng. Tống sư chính là bắt lấy điểm ấy, mới cố ý khiêu chiến cái này, lần này ghi chép bất bại của Trương sư, đoán chừng sẽ kết thúc. Không hổ là danh sư chuẩn bát tinh, không có một cái đèn đã cạn dầu, xem ra hắn đã nhìn ra thiếu hụt của Trương sư, lúc này mới cố ý như vậy. Lại đợi một hồi, thấy bút lông vẫn không có động tĩnh, đám người dưới đài đã có chút không giữ được bình tĩnh. Mặc dù sư tự thiên âm là một loại sư ngôn thiên thụ, độ khó lại càng lớn, tâm cảnh rất cao, danh sư giảng bài rất lợi hại, lần thứ nhất tiếp xúc, cũng rất khó để bút lông viết chữ, Trương sư khả năng là gặp loại tình huống này. Ân công, Trương sư hắn. Hứa trưởng lão cực kỳ lo lắng nhìn qua. Vị thiếu gia này của ân công, sở dĩ bị người khiêu chiến, là vì cứu bọn họ. Nếu bởi vậy bị xử phạt, bị thương tổn, thật sự lương tâm khó an. Yên tâm đi, khiêu chiến như vậy, thiếu gia còn không có thua qua. Tôn Cường khoát tay áo, vẻ mặt không quan trọng. Từ khi biết thiếu gia, tiếp cận thời gian một năm, trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, sự tình nhỏ như vậy, làm sao lại thua. Đang cực kỳ tự tin, chỉ thấy thiếu gia ở trên đài như có chút mệt mỏi, duỗi lưng một cái, lui về phía sau mấy bước. Xong rồi. Mí mắt lắc một cái, thịt mỡ trên mặt Tôn Cường run rẩy. Bút lông còn không động, liền xong rồi. Thiếu gia không phải vô địch sao? Chẳng lẽ lần này không cách nào tiếp tục nữa, muốn chủ động nhận thua? Thấy động tác này của hắn, Diêu Mạn Thiên cũng biến sắc. Trương sư, sư tự thiên âm không có thời gian hạn chế, là từ số lượng từ bao nhiêu định thắng thua. Ta biết. Trương Huyền khoát tay áo. Nói nhiều như vậy, hẳn là có thể thắng hắn a. Thắng. Mí mắt đảo loạn, Diêu Mạn Thiên suýt chút nữa bị nước bọt nghẹn chết. Thiên âm bút từ khi ngươi bắt đầu nói chuyện, đến bây giờ khẽ động cũng không động, giống như ngủ thiếp đi. Làm sao có thể chiến thắng? Một chữ cũng không có viết, liền muốn thắng. Tống Hiên cũng sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh. Đối phương có thể làm cho toàn bộ danh sư đường bái sư, hơn nữa sông đường thành công, tâm cảnh tất nhiên đạt đến tình trạng không kém gì hắn, trước đó còn một mực lo lắng. Có thể vượt qua 9 chữ hay không, hiện tại xem ra. Quá lo lắng. Sớm biết như thế, liền không tiêu hao tâm cảnh, đi viết chữ thứ 9. Quá lãng phí. Diêu sư, kết quả đã ra, người tận mắt nhìn thấy, thiên âm bút là người mang đến, xin cho ra kết quả. Tống Hiên ôm quyền, tiến về phía trước một bước. Cái này. Diêu Mạn Thiên chần chừ. Danh sư khiêu chiến, là danh sư có mâu thuẫn mới tiến hành, một khi một phương nhận thua. Một phương chiến thắng chém giết hắn cũng sẽ không bị xử phạt. Trương Huyền trước mắt này, vừa mới chém giết Thanh Điền Hoàng, lại cứu nhiều người của Thanh Nguyên Đế Đô như vậy, công lao vô tận, thật muốn trừng phạt quá đáng, tổng bộ cũng không dễ chịu. Không biết, sau khi Tống Sư chiến thắng, sẽ cho Trương Sư trừng phạt gì? Hắn mới vừa vì nhân tộc làm ra cống hiến, càng là siêu cấp thiên tài sông đường thành công. Dừng một chút, cũng không vội tuyên bố kết quả, mà nhắc nhở một câu. Siêu sư yên tâm, ta sẽ không giết hắn, có điều, nhục tôn nghiêm của ta, hỏng danh dự ta, không thể nhẹ nhàng tha thứ. Ta muốn phế hắn, để hắn giống như ta. Sau đó cái lô đỉnh đả thương ta kia, hủy diệt linh tính, hơn nữa còn phải công khai xin lỗi. Mặt mũi Tống Hiên dữ tợn. Giống như ngươi. Khóe miệng Diêu Mạn Thiên giật một cái. Tên này bị lô đỉnh của Trương Huyền đạp thành thái giám, mặc dù nàng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhìn ra. Muốn Trương Huyền giống như hắn, chẳng phải cũng muốn thiến đối phương. Bất quá mặc dù điều kiện này khắc nghiệt, nhưng chỉ cần mua được đoạn tục đan, còn có thể khôi phục, nhiều nhất nhận chút thống khổ cùng sỉ nhục mà thôi. Còn hủy diệt linh tính của lô đỉnh cùng công khai xin lỗi, thì càng đơn giản. Được. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trương Huyền. Trương sư, thắng bại là chuyện thường binh ra, không cần chú ý, chỉ cần không thương tổn tính mạng, về sau chung quy có cơ hội lật bàn. Nói xong lắc đầu, nhìn quanh một vòng,
thanh âm vang lên. Hiện tại ta tuyên bố kết quả. Tiếng nói còn chưa kết thúc, chỉ thấy Trương Huyền khoát tay áo. Siêu sư, cái này không phải còn chưa kết thúc sao? Làm sao lại muốn tuyên bố kết quả? Chưa kết thúc, thiên âm bút ở dưới sư ngôn thiên thụ của ngươi, một chữ cũng không viết ra, thắng bại đã phân, sao còn không có kết thúc? Tống Hiên cười lạnh nói. Nhiều người làm chứng như vậy, càng có diêu sư ở bên cạnh, chối cãi là vô dụng. Sư tự thiên âm, không phải là không có thời gian hạn chế sao? Hiện tại thiên âm bút không động, không có nghĩa là một lát nữa sẽ không viết chữ. Trương Huyền lắc đầu. Một lát nữa, nói đùa cái gì, sư ngôn thiên thụ đã giảng xong, không động là không động, thân là danh sư thất tinh, chẳng lẽ ngay cả chịu trách nhiệm cũng không có, thua không dám thừa nhận. Tống Hiên cười lạnh. Nó. Thấy bị đối phương nghi ngờ, Trương Huyền lắc đầu, đang muốn giải thích, liền nghe Diêu Mạn Thiên than thở. Trương sư, thiên âm bút không động, nói rõ người đã thua. Thua. Chương 2342, giả chết cái gì? 2. Trương Huyền than thở. Chẳng lẽ Diêu sư cũng không nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Diêu Mạn Thiên cau mày. Đã không nhìn ra. Trương Huyền có chút bất đắc dĩ, mí mắt nhấc lên. Nhìn về phía bút lông ở trên không, cực kỳ không vui, trách mắng một tiếng. Còn không mau viết chữ, giả chết cái gì? Nghe giảng bài thời gian dài như vậy, còn không viết chữ, giả chết ở trên không trung, muốn ăn đòn sao? Thiên âm bút được vô số danh sư của danh sư đường ôn dưỡng, mang theo ý niệm sư đạo. Trách mắng như vậy, khẳng định càng sẽ không viết. Không nghĩ tới tên này mắng lên, tất cả mọi người ngây người, Diêu Mạn Thiên mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Thiên âm bút, vô cùng kiêu ngạo, cho dù Hà đường chủ bọn họ cũng không dám nói như vậy, cái tên này ngược lại tốt, mắng luôn. Chờ triệt để đắc tội, đừng nói viết chữ, không vẽ người bẩn cả mặt là tốt lắm rồi. Che chán, đang không biết nên làm sao bây giờ, liền nghe dưới đài xôn xao, vô số người thét chói tai, dường như nhìn thấy sự tình gì không thể tưởng tượng nổi. Làm sao vậy? Diêu Mạn Thiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn qua, vừa xem xét liền kìm lòng không được ngốc tại chỗ. Chỉ thấy thiên âm bút vừa rồi không nhúc nhích, đột nhiên không ngừng lay động, toàn bộ bút lông từ kim sắc trở nên trắng bệch, như có ánh sáng ôn nhuận từ bên trong bắn ra. Ngay sau đó, linh khí trên bầu trời nhanh chóng hội tụ, linh khí phạm vi hơn trăm dặm, thời gian nháy mắt liền bị rút ra, truyền vào thân bút. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Linh khí to lớn trùng kích, thiên âm bút giống như thoát thai hoán cốt, phát ra thanh âm phá kén trùng sinh. Đây là... Nắm đấm căng thẳng. Thân thể Diêu Mạn Thiên nhoáng một cái, trên mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc khó tin. Thiên âm bút, đột phá. Mặc dù thiên âm bút không phải thánh khí, nhưng cũng có phân chia cao thấp, thật giống như bút lông dê cùng bút lông sói khác nhau vậy. Danh sư cửu tinh ôn dưỡng, danh sư bát tinh ôn dưỡng ra, khẳng định hoàn toàn khác biệt. Cây này của nàng, chỉ là thiên âm bút bình thường nhất, viết sư tự thiên âm của danh sư bát tinh hạ phẩm không có vấn đề quá lớn, cấp bậc quá cao, liền làm không được. Dựa theo tình huống bình thường, thiên âm bút đột phá, cần danh sư cấp bậc cao hơn, lấy danh sư chi khí ôn dưỡng, làm sao Trương sư nói một bài khóa, đã đột phá. Hơn nữa thanh thế huyên náo lớn như thế. Xoạt xoạt, răng rắc, đang cực kỳ khiếp sợ, không biết phải làm sao, chỉ thấy bút lông một mực không động, thân thể đột nhiên lắc lư, nhanh chóng viết. Từng hàng chữ viết, thời gian nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một chữ, hai chữ, ba chữ. 87 chữ, viết quá nhanh, căn bản đếm không hết a hát. Trong đám người không biết ai hô lên. Mau nhìn, viết quá nhanh, đầu bốc khói. Lại có người hô lên. Bốc khói. Vẻ mặt Tống Hiên khó coi, vội vàng nhìn lên không, quả nhiên thấy thiên âm bút ở cách đó không xa, viết tốc độ quá nhanh, đằng sau toát ra khói trắng thật dài. Thời điểm hắn sư tự thiên âm, đối phương giống như bị táo bón, từng chữ dặn ra, nửa ngày không động đậy. Lần này ngược lại tốt, như là vỡ đê. Khác biệt không cần lớn như thế a. Đây là, thiên âm lang yên. Không giống đám người giật mình, Diêu Mạn Thiên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm mang theo rung động. Thiên âm lang yên. Tống Hiên nhíu mày, mặc dù hắn là danh sư chuẩn bát tinh, nhưng cũng chưa từng nghe qua. Mặc dù thiên âm bút tích chữ như vàng, không dễ dàng viết, nhưng một khi gặp được sư ngôn thiên thụ lợi hại, sẽ như khói xanh viết chữ. Cũng chính là thiên âm lang yên, viết loại thư tịch này, có thể một năm một mười ghi chép lại bài giảng của danh sư.
Tú quyền của Diêu Mạn Thiên trở nên trắng. Một năm một mười, cái này, làm sao có thể? Tống Hiên khó tin. Sư ngôn thiên thụ, cho dù lại chính xác, cũng sẽ có tính ngữ xen kẽ, những lời này, không có ý nghĩa quá lớn, là sẽ không ghi chép. Lớp học lại hoàn chỉnh, lão sư khá hơn nữa, cũng không có khả năng từng chữ đều có ý nghĩa, nhất định phải xen kẽ một chút lời nói vô dụng ở bên trong. Sư ngôn thiên thụ lợi hại hơn nữa, cũng không phải bí tịch, có thể cẩn thận cân nhắc mỗi một chữ. Nguyên nhân chính là như vậy, sư tự thiên âm ghi chép văn tự, là có mang tính lựa chọn, không có khả năng cái gì cũng ghi chép. Là có rất nhiều từ ngữ không có ý nghĩa, nhưng có một loại khả năng chẳng lẽ ngươi quên. Diêu Mạn Thiên cười khổ. Một loại khả năng. Tống Hiên sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì, thân thể cứng ngắc như gậy gỗ. Chẳng lẽ Diêu Sư nói chính là, danh sư cửu tinh mới có, tự Châu Ngọc. Không sai, tự Châu Ngọc mới có thể sinh ra thiên âm lang yên. Diêu Mạn Thiên nói, cái này, nhưng hắn chỉ là danh sư thất tinh. Cực kỳ khó có thể tin, Tống Hiên lần nữa nhìn sang. Quả nhiên thấy bút lông trên không càng viết càng nhanh, xuất hiện từng đạo huyễn ảnh, mà lúc này, toàn bộ trên đài cao, từng hàng chữ viết lơ lửng giữa không trung, không ngừng nuốt lấy linh khí vừa mới tụ đến, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên. Quá khoa trương, cái này, căn bản không dừng được a hát. Nuốt ngụm nước bọt, Tống Hiên cảm thấy nhận lấy một vạn điểm thương tổn, tùy thời sẽ khóc ra thành tiếng. Chương 2343, Trương Sư Vĩ Đại. 1. Đồng dạng là danh sư thất tinh, vì sao khác biệt lớn như vậy chứ? Sư tự thiên âm của hắn, bút lông lười nhác, giống như mèo chết. Đối phương nhanh như báo săn, càng viết càng cao hứng, dừng đã không dừng được. Chẳng lẽ thật là tự Châu Ngọc mà danh sư cửu tinh mới có thể viết? Trong truyền thuyết, mỗi một câu nói của danh sư cửu tinh, thậm chí mỗi một chữ, đã thâm ý sâu sắc, chân quý giống như chân châu. Đừng nói nghe một bài giảng, cho dù nghe mấy câu, cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Vị trước mắt này, cho dù thiên phú không yếu, cũng chỉ là danh sư thất tinh, làm sao có thể đạt tới loại cảnh giới này. Mấu chốt nhất là, nói một khóa, thiên âm bút đột phá. Xem hắn đến cùng nói cái gì. Khó có thể tin, cũng nhịn không được nữa, vội vàng nhìn chữ trên không. Vừa xem xét, liền kìm lòng không được run rẩy lên. Thần thức không đảo qua. Dù không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu sâu nhất, nhưng làm danh sư chuẩn bát tinh, vẫn có thể nhìn ra những chữ này đại biểu ý nghĩa gì. Nhắm thẳng vào bản chất tu luyện, để cho người ta xem xét liền kìm lòng không được rơi vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Không thể xem, nếu không sẽ trở thành học sinh của hắn. Cắn đầu lưỡi, vội vàng nhắm mắt lại. Một khi dựa theo đối phương nói tu luyện, chẳng khác nào tiếp nhận ân huệ của đối phương, nắm giữ tình nghĩa bán sư. Hắn là tới khiêu chiến, không phải tới bái sư. Nhưng, bộ công pháp này thực sự quá ảo diệu, cẩn thận học tập mà nói, có khả năng để cho ta trực tiếp đột phá đến lĩnh vực cảnh. Cắn chặt hàm răng, trong lòng tranh đấu. Biết nhìn, thân phận học sinh chạy không thoát, nhưng không nhìn. Lại cực kỳ không cam tâm. Công pháp quá tốt, lực hấp dẫn với hắn quá lớn, giống như cây bút lông trước đó, căn bản cầm giữ không được. Kia đại khái có, 1000. 2000, 3000, được rồi, dù sao nên vượt qua 9 chữ, không cần tiếp tục viết. Thật ra thì không chỉ mọi người khiếp sợ, Trương Huyền cũng ngẩn người, qua nửa ngày mới phản ứng được, đếm, cảm thấy chữ hẳn là có thể chiến thắng, lúc này mới nhìn về phía Diêu Mạn Thiên. Diêu sư, ta xem như chiến thắng chứ. Diêu Mạn Thiên nhíu mày. Tống Huyền hộc máu, hôn mê, mới viết 9 chữ, người một cái nháy mắt đã hơn 3000. A, lại viết 2000. Lúc này đã hơn 5000 chữ. Lại không chiến thắng, cái gì mới gọi chiến thắng? Đương nhiên là ngươi thắng. Vội vàng gật đầu. Ừm. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bút lông vẫn tiếp tục viết, đã hơn 8000 chữ. Ta nói đủ rồi, chẳng lẽ không nghe thấy? Nhíu mày, cực kỳ không vui. Cái gì đây? Đã bảo ngươi dừng lại, ngoan ngoãn dừng lại là được, còn một mực viết, tỏ vẻ ngươi lợi hại sao? Trương sư, thiên âm bút bị tự Châu Ngọc khống chế, ngươi nói bao nhiêu chữ, nó sẽ viết bao nhiêu chữ, không có cách nào khống chế mình, cũng không dừng được. Thấy hắn tức giận, Diêu Mạn Thiên cười khổ giải thích. Không phải ra hỏa trên không kia không muốn ngừng, mà là không có cách nào. Tự Châu Ngọc quá lợi hại, xem như danh sư cửu tinh cũng không phải người người có thể làm được.
Là như vậy a hát. Trương Huyền gãi đầu, lại đợi một hồi, thấy bút lông rốt cục cũng ngừng lại, giống như chó sù mệt tê liệt, đầu bút tản ra, cực kỳ xấu xí. Ngươi rốt cục cũng ngừng. Trương Huyền lắc đầu. Bất quá vừa dứt lời, chỉ thấy bút lông lần nữa giãy giụa bay lên, viết một đoạn văn, đúng là câu hắn mới vừa nói. Ngươi, không dứt đúng không? Khuôn mặt Trương Huyền trầm xuống. Bút lông tiếp tục, ngươi không dứt đúng không? Trương Huyền phát điên. Diêu sư, ngươi xem. Bút lông, Diêu sư, ngươi xem. Cái này, có thể là Trương sư mới vừa nói quá nhiều, dù hiện tại không có thi triển sư ngôn thiên thụ, cũng làm cho nó tạo thành quán tính, sẽ tự động ghi chép lại. Khóe miệng Diêu sư giật một cái, nói. Loại tình huống này, nàng cũng là lần thứ nhất gặp, chỉ có thể phỏng đoán, không dám xác định. Vậy ngươi thu hồi thiên âm bút đi, nếu không ta sợ toàn bộ Thanh Nguyên Thành sẽ bị nó viết đầy. Nhìn xem chữ viết đầy trời, vượt qua một vạn, Trương Huyền nói. Hiện tại gần như viết một nửa quảng trường, tiếp tục nữa, thật sợ toàn bộ Thanh Nguyên Thành sẽ bị chữ che chắn. Tốt, thấy Trương sư mới vừa nói, lại bị viết ra, Diêu Mạn Thiên bất đắc dĩ, đang định thu nó vào không gian giới chỉ thấy thiên âm bút đột nhiên run rẩy, co quắp một trận, từ không trung rớt xuống, nằm thẳng dưới đất. Đây là, vội vàng đi tới trước mặt, nhìn một cái, vẻ mặt Diêu Mạn Thiên lập tức đen lại. Nó mệt ngất đi. Mặc dù thiên âm bút không phải thánh khí, cũng không phải linh khí, nhưng có khả năng phân biệt sư ngôn thiên thụ, nói rõ tồn tại linh trí nhất định, đột nhiên viết nhiều chữ như vậy, tiêu hao sạch sẽ tất cả lực lượng, không chịu nổi nữa. Mệt choáng. Còn có loại thao tác này. Nghe nàng nói, dưới đài xôn xao, biểu lộ của tất cả danh sư như gặp quỷ. Người khác sư tự thiên âm, viết không được mấy chữ, liền không chịu nổi hôn mê. Vị trương sư này lại làm cho thiên âm bút mệt hôn mê. Mình một chút việc cũng không có. Khác biệt có cần lớn như thế hay không? Phốc. Chương 2344, trương sư vĩ đại. 2. Tống Hiên áp chế không nổi thương thế trên người, phun ra một ngụm máu tươi, biểu lộ không muốn sống nữa. Lại hộc máu, lại hao tổn tâm cảnh khắc độ, thật vất vả mới đạt tới kỷ lục cao nhất của mình từ trước tới nay, kết quả đối phương tùy tiện nói. Liền vượt qua hắn hơn 1000 lần. Càng quan trọng hơn là, người ta làm thiên âm bút mệt hôn mê bất tỉnh. Còn là người sao, xem như danh sư cửu tinh cũng không có khoa trương như vậy. Trương sư, những chữ này làm sao bây giờ? Thu bút lông hôn mê vào không gian giới chỉ, Diêu Mạn Thiên nhìn qua. Toàn bộ bầu trời đều là chữ, xử lý như thế nào, liền nhìn đối phương. Cái này, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Nhiều chữ như vậy, che chắn ánh sáng, một mực giữ lại, quả thực rất khó coi. Có thể viết ra thiên âm lang yên, viết đến không dừng được. Bộ công pháp này, tất nhiên phù hợp đại đạo, kinh thế hãi tục, ta bằng lòng dùng hai thánh khí trung phẩm làm đánh đổi mua sắm, không biết Trương sư ý như thế nào. Thấy hắn sầu muộn, Diêu Mạn Thiên tiến về phía trước một bước, ôm quyền nói. Người khác không hiểu những chữ viết trên bầu trời chân quý, nàng là hết sức rõ ràng, tuyệt đối giá trị liên thành, ngàn vàng khó mua. Mua sắm. Trương Huyền sững sờ. Thứ này có thể bán. Vâng. Diêu Mạn Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần dùng phương pháp đặc thù thu những chữ viết này vào thư tịch, liền có thể dùng để học tập. Những cái này, thoạt nhìn là chữ. Trên thực tế là sư ngôn thiên thụ, bất luận là ai đạt được, dùng thần thức tiến hành học tập, cũng được lợi cực lớn. Xem như nàng thân là danh sư bát tinh, có khả năng học tập mà nói, cũng sẽ rất ích lợi. Cho nên, đừng nói hai thánh khí trung phẩm, cho dù nhiều hơn nữa cũng sẽ không keo kiệt. Hai thánh khí trung phẩm mua sắm những chữ này. Đây coi như là một chữ ngàn vàng chân chính a. Nghe hai người trò chuyện, tất cả danh sư dưới đà, đều trợn mắt hốc mồm. Thánh khí trung phẩm, cực kỳ chân quý, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có mấy món. Đổi thành linh thạch thượng phẩm mà nói, giá trị mấy vạn. Chân quý như vậy, Diêu sư tiện tay lấy ra, dùng để trao đổi những chữ viết này. Thủ bút bao lớn, làm người ta khó có thể tin. Hai thánh khí trung phẩm. Trương Huyền trần chờ một chút, lắc đầu. Hắn cùng người chiến đấu, từ trước tới nay dựa dẫm thực lực cùng trí tuệ. Đối với binh khí nhu cầu cũng không phải rất lớn, huống chi có kim nguyên đỉnh, nhiều thánh khí trung phẩm hơn nữa cũng là lãng phí. Trương sư, nếu như cảm thấy giá cả không tốt, chúng ta còn có thể thương nghị.
thấy hắn lắc đầu, Diêu Mạn Thiên nói tiếp. Ba kiện, cũng có thể thương nghị. Không phải sự tình thánh khí trung phẩm. Trương Huyền khoát tay áo, nhìn quanh một vòng, thanh âm vang vang. Sở Thiên Hành tội ác tày trời, chết chưa hết tội, nhưng mà tất cả bách tính phổ thông của Thanh Nguyên Thành là vô tội, bọn họ suýt chút nữa gặp tai ương. Có danh sư Đường canh giữ một phương, lại làm cho dị linh tộc lặng lẽ lẻn vào, nói cho cùng, đều là khuyết điểm của những danh sư chúng ta. Cho nên vì đền bù, ta quyết định đưa tặng bản sư tự thiên âm này. Để cho tất cả mọi người đều biết, danh sư Đường chúng ta có sai tất sửa, có lỗi tất phạt. Cái này, chữ viết chân quý như vậy, đưa cho chúng ta. Đồ vật giá trị ba kiện thánh khí trung phẩm, nói đưa liền đưa. Nghe được quyết định của hắn, tất cả dân chúng của Thanh Nguyên Thành đều siết chặt nắm đấm, từng cái hốc mắt đỏ lên. Xem tiền tài như cặn bã, thánh khí trung phẩm cũng khinh thường chú ý, nói đưa liền đưa. Đây mới thật sự là danh sư. Danh sư canh giữ một phương, vốn ra sự tình của Điền Phó Đường chủ cùng Sở Thiên Hành, ta đã có chút hoài nghi năng lực của danh sư Đường, hiện tại xem ra danh sư Đường chính là danh sư Đường, danh sư chính là danh sư. Đúng vậy, không có bọn họ, liền không khả năng có chúng ta an ổn sinh hoạt. Trước đó, đám người Thanh Nguyên Thành biết Phó Đường chủ cùng Hoàng đế một nước phản bội nhân tộc, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng còn hơi có phê bình kín đáo. Dù sao xảy ra vấn đề lớn như vậy, danh sư Đường cũng không phát giác, lực công tín đã hạ xuống điểm đóng băng. Mà bây giờ Trương Huyền đại nghĩa, lần nữa khôi phục lòng tin. Trương sư cao thượng, là ta nhỏ hẹp. Nghe nói như thế, nhìn thấy vẻ mặt đám người kích động, nghe được thanh âm bọn họ thảo luận, Diêu Mạn Thiên ôm quyền, lần nữa nhìn qua, cực kỳ bội phục. Vốn nàng còn nghĩ làm sao loại bỏ tai họa ngầm cùng ảnh hưởng của chuyện này. Làm sao để uy tín của danh sư Đường lần nữa xác lập. Hiện tại xem ra đã không cần, chỉ cần Trương sư ở đây, tất cả mọi người của Thanh Nguyên Thành sẽ không bởi vì sự tình Sở Thiên Hành, mà sinh ra dung chuyển. Vị Trương sư này, ngắn ngủi một canh giờ, đã xác định quyền uy vô thượng. Vừa đập vừa cào, không cần tốn nhiều sức hóa giải một hồi tai nạn thành vô hình. Không hổ là tuyệt thế thiên tài sông Đường thành công, xem như là nàng, cũng kém không phải một chút. Xong rồi, hiện tại ta tuyên bố kết quả, danh sư khiêu chiến, thi triển sư tự thiên âm, Trương sư chiến thắng. Diêu Mạn Thiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm việc này nữa, thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đế đô. Tốt, tốt, Trương sư chiến thắng, quả thực quá tốt rồi. Tất cả mọi người reo hò. Các ngươi, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, Trương Huyền lại đạt được nhân khí cùng tôn sùng như vậy, sắc mặt Tống Hiên trắng nhợt. Trương sư đã thu được thắng lợi, không biết xử trí Tống Hiên như thế nào. Tuyên bố xong kết quả, Diêu Mạn Thiên nhìn qua. Chương 2345, là Trương sư lên lớp 1. Nghe Diêu sư hỏi thăm, tất cả mọi người cũng đồng loạt nhìn qua. Vừa rồi Tống Hiên nói, bọn hắn cũng nghe vào tai, không chỉ muốn phế Trương sư, còn muốn hắn xin lỗi. Hiện tại kết quả đảo ngược, không biết Trương sư sẽ xử trí như thế nào. Bất quá dựa theo hành động của đối phương, vô luận như thế nào, cũng không tính quá phận. Tống Hiên cũng siết chặt nắm đấm, muốn nhìn Trương Huyền xử quyết mình như thế nào. Danh sư khiêu chiến thất bại, người thắng trận ra bất kỳ yêu cầu gì. Cũng không có cách nào cự tuyệt. Tống sư muốn chém giết Tôn Cường cùng đám người Hứa trưởng lão, chỉ là bị che đậy, cũng không phải chủ ý như vậy, ta và hắn không có khúc mắc cùng mâu thuẫn. Thật muốn nói, vẫn là vũ khí của ta ra tay quá nặng. Xử phạt liền thôi. Trương Huyền khoát tay. Vị trước mắt này đã bạo chứng, nhận trừng phạt xứng đáng, lại tiếp tục truy cứu, đã không có ý nghĩa, ngược lại sẽ có vẻ hắn bụng dạ hẹp hòi, không thể dung người. Không hổ là Trương sư, quả nhiên khí phách rộng lớn. Đúng vậy, đồng dạng là danh sư của danh sư Đường, sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Đâu chỉ kém lớn, căn bản không phải một cấp bậc. Về sau Trương sư là thần tượng của ta. Ai tranh với ta, ta liền liều mạng với người đó. Cũng là thần tượng của ta. Nghe nói như thế, mọi người dưới đài đều cực kỳ bội phục. Ngay cả Diêu Mạn Thiên cũng không nhịn được gật đầu. Khó trách vị Trương sư này, tuổi còn trẻ liền đạt tới tình trạng như thế, chỉ là lòng dạ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mặc dù Trương sư rộng lượng, nhưng Tống Hiên thân là đặc sứ, không cẩn thận điều tra nguyên nhân tai nạn. Liền ngông cuồng cho ra xử quyết, suýt chút nữa ủ thành đại họa. Tội lỗi là không thể tha. Chuyện này, ta sẽ như thực chất báo lên tổng bộ, để tổng bộ phán quyết.
Diêu Mạn Thiên nói, Trương sư không xử phạt, chỉ là chiến thắng danh sư khiêu chiến, trên thực tế Tống Hiên vẫn phạm vào sai lầm rất lớn, nhất định phải chịu trừng phạt. Nếu không, danh sư đường liền không có quy củ đáng nói. Đa tạ Trương sư, đa tạ Diêu sư. Nghe được cái này, Tống Hiên thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nhìn về phía Trương Huyền, cực kỳ bội phục. Trước đó, đối phương chỉ thị vũ khí phế bỏ hắn, tức giận đến hận không thể giết cho thống khoái. Mà bây giờ, đối phương mỗi làm một bước, đều có mục đích, đều đại biểu thân phận cùng chức trách của danh sư, để hắn vô luận như thế nào cũng không hận nổi. Có lẽ, đây mới thật sự là danh sư. Không cần khách khí. Thấy chuyện giải quyết viên mãn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười, ngẩng đầu nhìn một cái, ngón tay nhấn tới tất cả chữ viết trên bầu trời. Ầm ầm, chữ thứ lập tức nổ tung, linh khí nồng nặc lan ra, bao phủ cả Thanh Nguyên đế đô. Một cái nháy mắt, tất cả sinh mệnh trong Thanh Nguyên thành đều nghe được một âm thanh vang dội, tựa như vang lên ở sâu trong linh hồn, để cho người ta nhịn không được say mê. Ba 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 đùng, văn tự lần lượt nổ tung, thanh âm càng ngày càng vang. Phương pháp tu luyện, lấy thân làm thiên địa, lấy thần làm âm dương. Nghe được mấy lời này, Diêu Mạn Thiên cùng Tống Hiên đều ngẩn ngơ. Trước đó bọn họ xem kiểu chữ, liền biết công pháp không đơn giản, chân chính nghe được, mới hiểu cao thâm ra sao. So với nội dung trong lời giảng, công pháp tu luyện của bọn họ quả thực giống như ốc sên, chậm rối tinh rối mù, không đáng giá nhắc tới. Trương sư dùng thiên âm bút viết sư tự thiên âm, lần nữa chuyển hóa thành sư ngôn thiên thụ. Cố nén xúc động muốn tu luyện, Diêu Mạn Thiên ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy tu luyện giả trên quảng trường, lúc này tất cả đều khoanh chân ngồi trên mặt đất, cả đám dựa theo pháp quyết trong lời nói, bắt đầu vận chuyển chân khí. Đùng đùng, thời gian không dài, dưới đài như đốt pháo, vô số người bắt đầu đột phá. Cái đó là, bí pháp tu luyện thâm ảo như vậy, để cho người ta nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, bắt đầu đột phá. Nhưng phía sau đoàn người, từng bầy gà rừng, bầu trời bay vô số điều tước, cũng cả đám lực lượng tăng vọt, bắt đầu đột phá. Quá khoa trương đi. Không chỉ điều tước, những gia súc, gia cầm kia, hình như cũng đột phá. Trong lòng khiếp sợ, thần thức lan tràn ra, lập tức nhìn thấy không biết bao nhiêu con lừa, ngựa hoang, vịt ngỗng, gà. Cả đám cũng như tu luyện, khí tức tăng vọt. Khóe miệng co giật, đang muốn thu hồi thần thức, lần nữa run lên, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Cái ống sắt kia không phải mới vừa cong sao, làm sao đột nhiên thẳng. Chỉ thấy trước đài cao có ống sắt uốn lượn, chẳng biết lúc nào trở nên thẳng đứng, giống như quân nhân, tư thế hiên ngang. Mang theo khí thế ngạo nhân. Ngay cả ống sắt cũng có thể nói thẳng. Nuốt ngụm nước bọt, lần nữa nhìn về phía Trương sư trước mắt, Diêu Mạn Thiên cảm giác sắp điên rồi. Đây cũng không phải sư ngôn thiên thụ đơn giản liền có thể làm được. Chương 2346 là Trương sư lên lớp 2. Là sư giả chi tâm. Hiểu được, hai mắt Diêu Mạn Thiên tỏa sáng. Chỉ có sư giả chi tâm mới có năng lực như thế. Không nghĩ tới vị trước mắt này, trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ cái này. Khó trách có thể không giữ lại những chữ viết này đưa cho mọi người, khắp nơi cân nhắc vì danh sư đường. Thiên tài lợi hại như vậy, có thể thu làm học sinh. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Dù thiên tư của đối phương rất cao, nhưng dù sao cũng ở Thanh Nguyên đế quốc, quá lạc hậu, trong phong hào đế quốc bài danh cuối cùng. Nếu có thể thu làm học sinh, dẫn hắn đi tới liên minh đế quốc, cấp cho tài nguyên cùng phương pháp tốt nhất, tuyệt đối có thể giảm bớt không ít phiền phức, để hắn nhanh chóng tiến bộ. Về sau hiển lộ tài năng. Nàng làm lão sư, khẳng định cũng danh tiếng vang xa. Một lát nữa hỏi một chút. Nhìn vô số văn tự tiêu tán, chung quanh vô số người đột phá, Diêu Mạn Thiên đè ép xúc động muốn hỏi xuống, chờ đợi sư ngôn thiên thụ kết thúc. Một tiệm thợ rèn ở bên cạnh Thanh Nguyên Thành. Trong một gian phòng kết cấu tinh vi, lão thợ rèn đang không ngừng rèn đúc vật phẩm trong tay. Lão Chu, ta còn thiếu 18 cái nồi sắt, ngày hôm nay nhất định phải giúp ta làm xong. Một lão giả đi tới trước mặt, cười nói. Vị trước mắt này, không phải luyện khí sư, cũng không phải thiên công sư, chỉ là một thợ rèn bình thường, rèn đúc một chút nồi bát hồ lô chậu, duy trì sinh hoạt. Không cần thúc giục, ta làm việc ngươi yên tâm, ngày hôm nay nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lão thợ rèn cười cười, thiết chùy trong tay như ma pháp bổng, đập mấy lần, vật phẩm trong tay lập tức thay đổi bộ dáng. Hai ta giao tình mấy chục năm, ngươi làm việc ta đương nhiên yên tâm.
Lão giả cười cười. Cùng lão thợ rèn này đã ở chung mấy thập niên, sớm đã từ quan hệ buôn bán trước đó, biến thành bằng hữu. Đối phương chế tạo nồi sắt, muôi sắt, vô cùng tinh xảo, bộ dáng lại dễ nhìn, lấy ra bán đi, rất nhanh liền bị người mua không còn, buôn bán cực kỳ đắt, ngay cả một chút vương công quý tộc cũng tranh đoạt mua, bởi vậy mỗi lần đều sẽ tới nơi này nhập hàng. Người chờ ở chỗ này, buổi chiều ta làm xong, chúng ta còn có thể uống trà. Lão thợ rèn cười cười, thiết chùy trong tay đang muốn tiếp tục rơi xuống, liền nghe trong phòng vang lên thanh âm đinh đinh đang đang, nhịn không được ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nồi bát hồ lô chậu treo trên vách tường, cả đám không gió mà bay, hân hoan nhảy nhót, xếp hàng chỉnh tề đi ra ngoài. Cái này, lão thợ rèn cực kỳ khó tin, dùng sức dụi mắt. Những nồi sắt, hồ lô này, đều không có linh tính, làm sao đột nhiên chạy. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy từ trong phòng lao ra một đống muôi sắt, lão giả vừa rồi nói chuyện với hắn cũng choáng váng, vội vàng hỏi. Ta cũng không biết. Biểu lộ của lão thợ rèn như muốn khóc. Đây là hắn hao tốn vô số tâm huyết rèn ra, ngộ nhỡ trốn mất, về sau còn đi nơi nào tìm. Thân thể nhoáng một cái, ngăn ở trước mặt một cái nồi, đang muốn ngăn nó lại, liền cảm thấy gan bàn tay tê dần, chùy sắt trong lòng bàn tay tránh thoát, chạy ra ngoài. Đừng chạy. Cái chùy sắt này đi theo hắn mấy thập niên, càng là bát cơm của hắn. Lão thợ rèn đang muốn đuổi theo, liền thấy mắt tối sầm lại, cửa sắt trước mắt đập lên đầu, đập hắn trở về. Còn không có phản ứng, liền cảm thấy nhà lay động, theo sát chùy sắt chạy đi. Nhà cũng chạy. Lão thợ rèn có chút phát điên. Nồi bát hồ lô chậu chạy thì thôi, nhà cũng chạy. Về sau hắn ở đâu, còn làm sao rèn sắt? Lão lương, không phải ngươi có linh thú phi hành sao? Nhanh đi ra xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhà cùng đồ sắt ta luyện chế, cái này là thế nào a? Lão thợ rèn nhìn không được nữa, vội vàng nói. Được. Lão lương gật đầu, vội vàng nói một tiếng, một linh thú phi hành lập tức bay tới, đạp vào lưng thú, phóng về nơi xa. Thời gian không dài, lần nữa đi tới trước mặt, vẻ mặt trắng bệch, biểu lộ giống như gặp quỷ. Làm sao vậy, có phải cường đạo tới, muốn cướp bảo bối của ta hay không? Lão thợ rèn vội vàng hỏi. Nghe nói có chút cường đạo lợi hại, cho dù cách rất xa, cũng có thể lăng không thu đồ vật của người khác. Những đồ sắt kia của mình, có phải chúng loại thủ đoạn này, mới không nghe theo khống chế, một lòng chạy trốn ra ngoài hay không? Không phải cường đạo tới. Lão lương nuốt ngụm nước bọt, thanh âm hơi chát chát. Mà là, trương sư lên lớp. Chương 2347, trưởng lão liên minh 1. Trương sư lên lớp. Lão thợ rèn sững sờ tại nguyên chỗ. Cẩn thận lắng nghe, quả nhiên nơi xa truyền tới thanh âm loáng thoáng như có như không. Bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không rõ ràng, có điều chỉ nghe một chút, liền cảm thấy chân khí trong cơ thể nhảy lên kịch liệt, dựa theo ngôn ngữ của đối phương vận chuyển. Đây là, sư ngôn thiên thụ của danh sư. Ít hầu phát khô, lão thợ rèn hiểu được, hai mắt tỏa sáng, lại khó kìm lại kích động trong lòng. Dù chỉ là thợ rèn, nhưng biết rất nhiều truyền thuyết của danh sư, loại sư ngôn thiên thụ này. Nói nổi bát bầu chậu có linh tính, đằng sau lại bán, giá cả sẽ đạt tới một mức độ làm người nghe kinh hãi. Trước kia một cái nồi sắt, lấy tay nghề của hắn, có thể bán một kim tệ, mà bây giờ, một viên linh thạch trung phẩm cũng chưa chắc bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải trước bắt được những đồ sắt chạy trốn kia lại nói. Hô! Không biết qua bao lâu, rốt cục đuổi theo nồi bát bầu chậu, lần nữa cầm chùy sắt ở trong lòng bàn tay. Lão thợ rèn lập tức cảm thấy huyết mạch liên kết. Thật giống như mọc ở trong tay hắn, không còn trọng lượng. Có thứ này, không cần chờ đến chiều, 18 cái nồi sắt, một hồi liền có thể gõ ra, về sau cuộc sống của ta sẽ thay đổi rất lớn. Siết chặt nắm đấm, nhìn về phía địa phương vang lên thanh âm, lão thợ rèn quỳ rạp xuống đất, hốc mắt đỏ lên. Đa tạ trương sư. Một màn tương tự xuất hiện ở khắp phố lớn ngõ nhỏ của Thanh Nguyên Thành. Sư ngôn thiên thụ của Trương Huyền, không chỉ có thể tăng cao tu vi, đối với những phụ tu khác cũng có tác dụng rất lớn, một chút luyện đan sư, luyện không ra đan dược, nghe được giảng bài, rất nhanh liền có thể thành công, một chút thánh thú bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, không cách nào thụ thai, nghe xong bài giảng, lập tức mang long phượng thai. Lạch cạch, một chữ cuối cùng tiêu tán ở trên không, tất cả tu luyện giả trên quảng trường đều từ trong tu luyện khôi phục lại, trong ánh mắt phóng ra ánh sáng nóng bỏng. Người khác sư tự thiên âm, chỉ có thể cung cấp một người tu luyện,
Trương sư lại có thể phát ra âm thanh vang dội, hiệu quả tương đương sư môn thiên thụ, để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đều chiếm được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão sư, quỳ mọp xuống đất, từng cái cực kỳ bội phục. Luyện công pháp của ngươi, nắm giữ tình nghĩa bán sư. Từ hôm nay trở đi, tất cả danh sư, tu luyện giả của toàn bộ Thanh Nguyên Thành, chỉ sợ đều sẽ cảm kích Trương Huyền, không còn có ý khác. Một lời phục vạn người, một câu định cửu châu, đây mới thật sự là danh sư. Nhìn ánh mắt sùng bái của mọi người, Diêu Mạn Thiên âm thầm cảm khái. Mặc dù nàng là danh sư bát tinh, cũng làm không được điểm ấy. Vị Trương Huyền trước mắt này, thiên phú vượt qua tưởng tượng, thậm chí có thể so với con cháu của thánh nhân quý tộc. Hơn nữa, nhiều người đồng thời bái sư như vậy, trên mặt không có chút hưng phấn cùng tự mãn, chỉ phần tâm tính này, liền đã định trước sẽ càng đi càng xa. Nhất định phải thu làm học sinh. Nắm đấm lặng lẽ siết chặt. Dù thiên phú của đối phương mạnh, nhưng dù sao còn không có đạt tới bát tinh, thân phận như nàng còn có cơ hội thu làm học sinh. Chỉ cần thành công, dốc sức bồi dưỡng, về sau tất nhiên danh chấn đại lục. Trương sư, không biết ngươi, có muốn đi liên minh đế quốc bồi dưỡng hay không, hơn nữa nhanh chóng tăng thực lực lên. Nghĩ đến cái này, liền nhịn không được nữa nhìn sang. Liên minh đế quốc. Không sai, nơi này có công pháp cùng tài nguyên tu luyện tốt nhất, nếu ngươi đáp ứng làm học sinh của ta, ta có thể mang ngươi tới, cho phương pháp cùng công pháp tốt nhất, muốn cái gì có cái đó, bảo đảm để ngươi ở trong 50 năm, trở thành danh sư bát tinh chân chính. Siêu Mạn Thiên gật đầu nói. 50 năm. Trương Huyền lắc đầu. Không có hứng thú. Nhiều năm như vậy mới trở thành bát tinh, mộ của hắn đoán chừng đã xanh cỏ. Đối với người khác mà nói. Trước 70 tuổi trở thành danh sư bát tinh, mê hoặc cực lớn, nhưng đối với hắn mà nói, còn chậm hơn ốc sên nhiều, thực sự không làm sao có hứng nổi. Đây chính là một cơ hội tốt, liên minh đế quốc thế lực đan xen chằng chịt, vô số phe phái, nếu như không có người dẫn dắt, rất dễ dàng gặp được phiền phức. Thấy hắn cự tuyệt, Diêu Mạn Thiên giải thích nói. Phe phái. Liên minh đế quốc là bộ phận của liên minh, thuộc hạ không chỉ có bát đại phong hào đế quốc. Còn có một số thánh nhân quý tộc bất nhập lưu, những thế lực này liên hợp chung một chỗ, tạo thành toàn thể liên minh. Bởi vì lợi ích giữa các thế lực lớn, dẫn đến danh sư đường phân ra mấy phe phái, nếu như không thể trước thời hạn hiểu rõ, hoặc là đầu nhập vào một cái, tất nhiên bước đi liên tục khó khăn. Siêu Mạn Thiên nói tiếp, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi, mà là người dẫn đường, để ngươi hòa vào trong đó tốt hơn, đạt được công nhận. Nếu không... Dù thiên tài hơn nữa cũng vô dụng, thánh nhân quý tộc, liên minh lớn như thế, không thiếu hụt nhất chính là thiên tài. Trương Huyền gật đầu. Hắn nhìn qua thư tịch liên quan, biết kết cấu của liên minh đế quốc. Giống như đối phương nói, bát đại phong hào đế quốc chỉ là một bộ phận trong đó mà thôi. Dưới cờ còn quản lý một chút thánh nhân quý tộc bất nhập lưu, cùng môn phái thực lực không tính quá mạnh. Giống như vạn quốc liên minh lúc trước, phía dưới còn có Lưu Vân Tông, Hàn Khí Tông. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, thế lực khác biệt, chiếm cứ địa lý khác biệt, tự nhiên sẽ chia làm rất nhiều thế lực khác nhau. Không có gia nhập phạm vi đối ứng, muốn tiến vào bên trong, có thể nói gần như không có khả năng. Làm sao, có muốn suy tính một chút hay không? Chương 2348, Trưởng Lão Liên Minh 2. Thấy hắn hiểu được, Diêu Mạn Thiên hỏi. Cái này, một danh sư đường chia rất nhiều phe phái, tổng bộ liền mặc cho phát triển như vậy. Trương Huyền khó hiểu. Hắn đi tới bây giờ, danh sư đường từ trước tới nay đều rất đoàn kết, làm sao đến liên minh đế quốc, ngược lại nghe có chút lộn xộn. Thời điểm Khổng sư thành lập danh sư đường đã từng nói, muốn để nhân tộc nhanh chóng phát triển, nhất định phải giải phóng thiên tính, giữa nội bộ cũng phải có cạnh tranh cùng tranh đấu. Nếu không, người người an nhàn, làm sao vượt qua những chức nghiệp khác? Siêu Mạn Thiên cười nói. Cái này. Trương Huyền sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu. Cái này giống như nội quy của Hồng Viễn danh sư học viện. Không gặp được sự tình tổn hại nhân tộc, trên cơ bản mặc kệ, tùy ý học sinh tranh đấu. Có cạnh tranh, mới có thể tiến bộ. Nếu như đều trên lệnh dưới tuân, trong thời gian ngắn có thể ngưng tụ sức chiến đấu, nhưng lâu rồi sẽ trở nên bình thường, không nổi bật ra chỗ vĩ đại của chức nghiệp thứ nhất. Không thể không nói, Khổng sư quyết định quy tắc này, quả thực rất tốt. Cũng chính vì vậy. Danh sư đường xử lý chuyện các nơi, chỉ cần không phải đạt tới phạm vi không thể thừa nhận, cơ bản đều tự mình giải quyết,
không cần báo lên tổng bộ phái người tới. Có loại cơ chế này, mới để cho danh sư đường liên tục không ngừng xuất hiện nhân tài, truyền thừa vài vạn năm, cũng không có những chức nghiệp khác có thể chống lại. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chỉ có không ngừng lựa chọn, mới có thể lưu lại tốt hơn. Loại tranh đấu này, nhức đầu nhất. Trương Huyền xoa xoa mi tâm. Nói thật, hắn không thích nhất loại phe phái này, quá lãng phí tinh thần. Đúng vậy, nhưng mà không có cách nào. Trừ khi trở thành trưởng lão của liên minh danh sư đường, nếu không, tất nhiên sẽ bị đủ loại ước thúc cùng ngăn cấm. Siêu Mạn Thiên nói. Trưởng lão? Trưởng lão của liên minh danh sư đường, ở thời điểm phán quyết chuyện gì, nắm giữ quyền biểu quyết, chỉ điều này liền là đối tượng để các thế lực khác tranh nhau lôi kéo, không ai dám đắc tội. Siêu Mạn Thiên tiếp tục nói. Làm sao mới có thể trở thành trưởng lão? Trương Huyền có chút động tâm. Hắn không muốn chạm vào việc vặt phe phái, nếu có thể trở thành trưởng lão, liền có thể miễn trừ phiền phức, còn có thể hưởng thụ tài nguyên đối ứng, nhất cử lưỡng tiện. Trở thành trưởng lão? Siêu Mạn Thiên im lặng. Cái tên này thật đúng là dám nghĩ. Nàng đường đường danh sư bát tinh hạ phẩm cũng không thành được, người chẳng qua thất tinh, còn không có đi qua, liền suy nghĩ cái này. Có phải nghĩ quá nhiều hay không? Cố nén không vui giải thích. Muốn trở thành trưởng lão của liên minh danh sư đường, đầu tiên phải đạt tới danh sư bát tinh, tu vi đạt tới thánh vực thất trọng. Mấu chốt nhất là, phải được đường chủ công nhận và đồng ý. Nếu không, không cần nghĩ. Nói đến đây, nàng than thở một tiếng. Lão sư ta, là một vị danh sư bát tinh trung phẩm, đã liên tục xin 30 năm, muốn trở thành trưởng lão, đáng tiếc một mực không thành công. Nếu như lão sư nàng là trưởng lão mà nói, khẳng định đã sớm đi vào nơi tốt hơn tu hành, không đến mức bị phái đến địa phương nghèo khổ này, xử lý cục diện rối rắm. Ngay cả lão sư của nàng cũng không có tư cách, gia hỏa trước mắt này chẳng qua là danh sư thất tinh, cho dù có chút thiên phú, cũng vô dụng. Cấp bậc danh sư càng cao, người có thiên phú càng nhiều. Nếu như Hà đường chủ dễ dàng đồng ý người khác trở thành trưởng lão như vậy, toàn bộ liên minh danh sư đường, cũng không đến mức nhiều năm như vậy chỉ có 12 vị. Cái này, quả thực rất khó. Nghe nói lão sư của đối phương cũng không có thành công, Trương Huyền gãi đầu, có chút xấu hổ. Danh sư bát tinh trung phẩm, tu vi đạt đến thánh vực thất trọng cũng làm không được. Hắn tự nhiên càng đừng suy nghĩ. Đúng vậy. Siêu Mạn Thiên gật đầu. Thân ở danh sư đường, muốn thoát ly danh sư đường tranh chấp là không thể nào, cho nên chỉ có thể trước thời hạn xếp hàng, gia nhập một cái, dù lão sư ta không phải trưởng lão, lại là một quản lý của danh sư đường, trở thành học sinh của ta, tương đương với gia nhập trận doanh của chúng ta, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Đang muốn giải thích, để trương sư này trở thành học sinh của nàng, liền nghe trên không có gió mạnh bao phủ, một thánh thú to lớn chậm rãi rơi xuống. Ngay sau đó bay xuống vài bóng người. Ngô sư, hình đường chủ. Trương Huyền mỉm cười. Chính là đám người ngô sư từ Tề Bắc Thành chạy về. Trương sư, ta đã báo sự tình lên liên minh danh sư đường, Hà đường chủ cũng cho phong thưởng. Đi tới trước mặt, hàn huyên hai câu, ngô sư cười nói, bàn tay bỗng nhiên nâng lên, một đạo quang mang bắn về phía danh sư đường cách đó không xa. Ầm ầm, giống như trận pháp gì bị kích hoạt. Ngay sau đó một đạo lực lượng mênh mông bao phủ bốn phương. Biết là tổng bộ truyền đạt mệnh lệnh, tất cả danh sư, chiến sư vẻ mặt nghiêm túc nhìn sang. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, Trương Huyền Trương Sư, phá hư âm mưu của dị linh tộc, chém giết Thanh Điền Hoàng cùng thập đại vương giả, công lao vô tận. Phong làm trưởng lão liên minh của liên minh danh sư đường. Một thanh âm hùng vĩ vang lên. Chương 2349, Kỷ Nhược Trần. Một. Tiếng nói kết thúc, một cỗ lực lượng đặc thù lập tức bao phủ Trương Huyền, ngay sau đó ở lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ một lệnh bài đặc thù. Chính diện là tiêu chí của Liên minh Đế Quốc, đằng sau hai chữ Liên minh kim quang lập lòe, tản mát ra uy nghiêm nồng đậm. Trưởng lão Liên minh, ta liền thành trưởng lão. Trương Huyền ngẩn người. Siêu Mạn Thiên mới nói trở thành trưởng lão cực kỳ khó khăn, để hắn cũng không có hy vọng. Kết quả, thời gian nháy mắt, liền ban cho loại thân phận này. Quá đơn giản a. Quay đầu nhìn Diêu sư, chỉ thấy sắc mặt nàng kìm nén thấu đỏ, thân thể mềm mại run rẩy, sắp khóc. Cũng khó trách nàng như vậy. Lão sư nàng hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, cũng không có thành công, đối phương vẫn chỉ là danh sư thất tinh, hơn nữa ngay cả liên minh đế quốc cũng chưa đi, liền được mời làm trưởng lão. Có cần nhanh như vậy hay không?
Đa tạ. Biết nhất định là đám người Ngô sư đẩy tất cả công lao lên người mình, mới có hiệu quả như thế, Trương Huyền cũng không chối từ. Trừ phong Trương Huyền làm trưởng lão, còn tuyên bố Ngô sư trở thành Thanh Nguyên danh sư đường đường chủ. Diêu sư, Ngô đường chủ, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý, ta còn có chút chuyện, liền không dừng lại lâu. Tổng bộ truyền ý niệm rất nhanh liền biến mất, Trương Huyền ôm quyền cáo từ. Đám người Tôn Cường gây ra họa đã hóa giải, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa, xử lý danh sư đường, xử lý sự tình trong đế quốc, hai vị này lành nghề hơn mình nhiều. Trương sư, Sở Thiên Hành chết rồi, Thanh Nguyên đế quốc như rắn mất đầu, người cảm thấy ai làm hoàng đế thỏa đáng nhất. Thấy hắn muốn đi, Ngô sư vội vàng hỏi. Đế quốc không thể một ngày không vua, hiện tại Sở Thiên Hành chết rồi, nhất định phải thiết lập một người thừa kế, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị đế quốc khác nuốt chừng. Cái này, Sở Thiên Hành có con trai, gọi Sở Tường, làm người không tệ, cùng ta cũng có giao tình, có thể cân nhắc. Suy nghĩ một chút, Trương Huyền nói. Thân phận Sở Tường, trước đó Tôn Cường đã truyền qua tin tức cho hắn. Vị công tử ca này, dù có chút ham mê nữ sắc, trên thực tế thiên tư không yếu, để hắn trở thành hoàng đế mà nói, hẳn là sẽ càng tốt hơn Sở Thiên Hành một chút. Vâng, Ngô sư vội vàng gật đầu. Không nhiều nói nữa. Thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, nhảy xuống đài cao, đi tới trước mặt đám người Tôn Cường, nhìn lại. Thư của Lưu Dương đâu? Đưa cho ta xem một chút. Sau khi Sở Thiên Hành chết, Lưu Dương liền mất tích, chỉ để lại một phong thư, Tống Hiên hao tốn nhiều ngày cũng không tìm được, mình gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không hiện thân. Chỉ sợ sớm đã rời Thanh Nguyên Thành. Vì sao phải đi, rời đi lúc nào, Tôn Cường cũng không biết, chỉ để lại một phong thư. Hiện tại xử lý xong nguy cơ, vừa vặn nhìn một chút. Trên thư nói, phải đưa cho thiếu gia tự mở, ta không dám mở ra. Tôn Cường đưa tới. Tiện tay nhận lấy, Trương Huyền nhìn lại. Từng hàng chữ viết xuất hiện. Lão sư, thật xin lỗi, ta phải đi. Giết chết Sở Thiên Hành, gây ra tai họa, chỉ là một nguyên nhân, trọng yếu nhất là không muốn ở lại bên cạnh liên lụy, trở thành gánh nặng của ngươi, ngươi vì ta đã trả giá quá nhiều. Chữ viết tinh tế. Góc cạnh rõ ràng, mang theo hương vị kiên quyết. Trương Huyền xem xong, lắc đầu, thất vọng mất mát. Rõ ràng vì cái gì Lưu Dương không từ mà biệt. Làm nam học sinh thu đầu tiên, còn sớm hơn Trịnh Dương, Lộ Sung, Viên Đào, mà bây giờ, Trịnh Dương thành chiến tử, Lộ Sung đi vu hồn tổ địa, Viên Đào trở lại Viên gia, tất cả đều tiền đồ vô lượng. Thậm chí ba nữ học sinh, một cái đi băng nguyên cung, một cái đi độc điện, một cái khác gia nhập Khải Linh Sư Công Hội. Chỉ có hắn chẳng làm nên trò trống gì, vẫn như cũ đi theo sau lưng lão sư. Áp lực bao lớn, có thể tưởng tượng được. Chỉ tiêu hao tài nguyên của lão sư thì thôi, còn rất dễ dàng bị người khác chộp tới xem như con tin, dùng để uy hiếp. Cảm giác áp bách mãnh liệt, có chút gánh không được. Có lẽ, chỉ có rời khỏi lão sư, mới có thể miễn trừ bị làm con tin, mới có thể không làm khó lão sư. Suy đi nghĩ lại, lúc này mới rời khỏi, không chần chờ chút nào. Ai, ngươi là đệ tử của ta, sao lại là vướng víu? Trương Huyền than thở. Mặc dù Lưu Dương ở trong bảy vị thân truyền không tính xuất chúng, nhưng dù sao cũng là hắn mang đi ra, từ Thiên Huyền Vương quốc từng bước một đi tới. Sớm đã coi là hài tử, làm sao có thể cảm thấy vướng víu? Thiếu gia, Lưu Dương tiểu thiếu gia làm sao bây giờ? Lúc này Tôn Cường cũng xem xong thư, nhịn không được hỏi. Không cần tìm, lấy năng lực của hắn. Muốn tìm, khẳng định tìm không thấy, chỉ có thể đợi chính hắn nghĩ thông suốt, chủ động liên hệ ta. Trương Huyền lắc đầu. Lưu Dương này là thân truyền của hắn, học tập tiếp cận một năm, không chỉ tu vi tiến bộ rất lớn, phương diện khác cũng không hề yếu. Thật muốn tránh né mà nói, ngoại trừ chính hắn mới có thể tìm được, danh sư khác dù là đạt tới thất tinh, gặp mặt khẳng định cũng không nhận ra được. Là ta không để ý đến cảm thụ của hắn. Trịnh Dương trở thành chiến tử. Xung kích Lưu Dương quá lớn. Đồng môn sư huynh đệ, người khác đã làm lão sư vẻ vang, hắn lại chỉ có thể ăn bám. Trong lòng cảm giác mất mát có thể tưởng tượng được. Chỉ tiếc, mình quá bận rộn, không có chú ý tới điểm ấy, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bồi dưỡng học sinh, không riêng gì tu vi cùng năng lực. Trương Huyền than thở, trong lòng cực kỳ thất lạc. Đã gần một năm, chỉ lo tu luyện, giúp bọn hắn tăng cao tu vi. Lại không chú ý đến cảm thụ của bọn họ. Chương 2350, Kỷ Nhược Trần. 2.
Bọn họ không chỉ là sư huynh đệ, còn cạnh tranh với nhau, lẫn nhau so sánh. Bảy người, sáu cái đều trở nên nổi bật, làm cái cuối cùng, áp lực không lớn là không thể nào. Cách Thanh Nguyên Thành không biết bao nhiêu xa, một thân ảnh xinh đẹp khoanh chân ngồi ở trên lưng thú, hai mắt nhắm nghiền, một đạo chân khí tinh thuần dọc theo kinh mạch chảy xuôi, phát ra thanh âm đặc thù. Răng rắc. Không biết qua bao lâu, giống như phá vỡ một loại bình chướng nào đó, nữ hài chậm rãi mở mắt. Rốt cục đột phá. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng tu luyện, rốt cục có đột phá lần nữa, mặc dù cách thánh vực chân chính còn một đoạn, nhưng đã không phải là không có hy vọng. Trương sư, chờ thời điểm thực lực của ta cùng ngươi chênh lệch không xa, sẽ lại đi tìm ngươi. Nữ hài cắn chặt răng ngà, ánh mắt kiên định. Nàng rất ưa thích vị thiên tài danh sư thu nàng làm tỷ nữ kia, nhưng cũng biết một mực đi theo sau lưng đối phương, sẽ chỉ càng ngày càng tuyệt vọng. Đã như vậy, vậy liền cố gắng tu luyện, tranh thủ có thể để cho đối phương nhìn nhiều. Ngồi thánh thú một đường phi hành, hơn 10 ngày, suy nghĩ rất nhiều, cũng rõ ràng rất nhiều. Rời khỏi, không phải từ bỏ, càng không phải nhận thua, chỉ là vì tương phùng. Chỉ vì thời điểm gặp lại, có dũng khí cùng ngươi nói chuyện ngang hàng. Thu, đang suy nghĩ lung tung, một tiếng thú kêu sắc nhọn vang lên ở bên tai, lập tức cảm thấy thánh thú dưới thân không ngừng run rẩy, giống như thấy được tồn tại không dám đắc tội, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy một thánh thú màu xanh nhạt từ phía trên chậm rãi bay tới. Thánh thú này dài chừng hơn 10 thước, cực kỳ mỹ lệ, nhất là chín cái đuôi sau lưng, không những không có cảm thấy vướng víu, còn cho người một loại cảm giác có khả năng điều khiển không gian, bay lượn chân trời. Đây là thánh thú thánh vực cửu trọng, cửu vĩ thiên phượng. Thân thể cứng đờ, nữ hài khó tin. Ở Thanh Nguyên Thành thời gian không dài, nhưng nàng cũng học tập không ít kiến thức, nhất là miêu tả liên quan tới thánh thú. Căn cứ kiến thức biết đến, xuất hiện ở trước mắt, hẳn là thánh thú thánh vực cửu trọng ở toàn bộ đại lục cũng cực kỳ thưa thớt. Cửu vĩ thiên phượng. Thứ này, người bình thường muốn gặp một lần cũng khó khăn, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đang khiếp sợ, lập tức nhìn thấy trên lưng thiên phượng đứng một thân ảnh. Trên mặt mang lụa mỏng, nhìn không ra dung mạo cùng tuổi tác, có điều dáng người cao gầy, hoạt bát tinh tế, so với nàng cũng không hề yếu. Chỉ từ bề ngoài cũng có thể thấy được, tuyệt đối là mỹ nhân tuyệt thế ngàn dặm mới tìm được một. Đứng ở trên lưng thánh thú cấp bậc như vậy, thực lực của nữ tử này, không cần nghĩ cũng biết cực kỳ đáng sợ. Không dám chần chừ, vội vàng đứng lên, thần thái cung kính. Cường giả lợi hại như thế, tuyệt không phải nàng có thể đắc tội. Hô! Cửu vĩ thiên phượng ở chỗ không xa ngừng lại. Ngươi chính là Ngọc Phi Nhi. Một thanh âm thanh thúy nhàn nhạt vang lên. Nữ tử mang theo lụa mỏng ở trên lưng thiên phượng, đôi mắt tựa như tinh thần, sáng rực chói mắt. Vâng! Nữ hài vội vàng gật đầu. Nàng chính là Ngọc Phi Nhi mới từ biệt Trương Huyền. Gia sư muốn thu ngươi làm đồ đệ, không biết có bằng lòng hay không? Nữ tử gật đầu cười, thanh âm như hoàng oanh, thanh thúy dễ nghe. Cái này, thân thể Ngọc Phi Nhi cứng ngắc, có chút không dám tin tưởng. Đối phương ngồi thánh thú thánh vực cửu trọng, tu vi sâu không lường được. Gia sư trong miệng nàng chẳng phải lợi hại hơn. Không biết quý sư là, nhịn không được mở miệng. Gia sư là danh sư cửu tinh của tổng bộ danh sư đường, trưởng lão Kỷ Nhược Trần. Nữ tử thản nhiên nói, danh sư cửu tinh. Tổng bộ danh sư đường, trưởng lão, Ngọc Phi Nhi hô hấp dồn dập, cảm thấy đầu óc có chút xoay không đến. Ta chỉ là nữ hài bình thường ở đế quốc nhất đẳng, chưa bao giờ thấy qua kỷ sư, càng chưa nghe nói qua, vì cái gì muốn thu ta làm học sinh. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, có chút không dám tin tưởng. Ta cũng không biết, lão sư dặn dò, học sinh tuân mệnh là được. Nữ tử lắc đầu, nói tiếp. Ngươi có bằng lòng hay không? Bằng lòng. Cùng ta rời đi, không nguyện ý, ta trở về phục mệnh là được. Đương nhiên bằng lòng. Ngọc Phi Nhi vội vàng gật đầu. Có thể bái danh sư cửu tinh làm thầy, tu vi tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, đuổi theo trương sư cũng chưa biết chừng. Tuyệt đối mạnh hơn tự mình tìm tòi nhiều. Loại cơ hội tốt này, là vô số người tha thiết ước mơ, thật muốn bỏ qua, vậy chính là ngu ngốc. Vậy tốt, đi theo ta. Thấy nàng đáp ứng, nữ tử cũng không nhiều lời. Bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, Ngọc Phi Nhi lập tức cảm thấy thân thể kìm lòng không được bay tới đằng trước, thời gian nháy mắt liền rơi vào trên lưng cửu vĩ thiên phượng. Ầm ầm, còn không kịp phản ứng, thiên phượng phát ra một tiếng nổ vang,
biến mất khỏi tại chỗ, thuấn di bay ra mấy ngàn dặm. Thật nhanh, cảm nhận được loại tốc độ này, vẻ mặt Ngọc Phi Nhi ửng hồng, lần nữa nhìn về phía Thanh Nguyên Thành, siết chặt nắm đấm. Trương sư, chờ ta nhất định sẽ quang minh chính đại đứng ở trước mặt ngươi, để ngươi lựa chọn ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2350.